Buddhatama trên mạng Internet qua Bantalk, Facebook và Zoom mỗi ngày 2 giờ giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ sáng. Con không lang thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ bảy ngày 2 tháng 7 năm 2022, Phật lịch 2566, bài học hôm nay môn học Kinh Tương Ưng, Samyutta Nikaya, chương 7, Tương Ưng Bà La Môn, phẩm thứ nhất, bài 8, Kinh Ác Ghi Cá Sư Tăng. Thấy vậy, không phải vậy, tỳ kheo giác đẳng chuyển dịch và biên soạn giáo trình sẽ do Thượng tọa Pháp Tân giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bức Thầy giác. Nhất tâm định lệ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc thì thế gian dạy. Vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại, thải đều tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Thú lập hai, chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã đọc lễ Bái Tam Bảo ngày hôm nay. Và tiếp theo chương trình, chúng con xin được thành kính cung thỉnh đi dẫn nhập cho bài học ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính đại lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, có mặt ở trong nền một chung một nền văn hóa thì đôi khi người ta dễ nhầm lẫn giữa điều và điều khác. Trong cái nhìn là chỉ chúng ta mới có thể phân biệt được. Chúng tôi nhớ rằng có một vị sư Tích Lan nói, mình biết là thì thấy rằng thức ăn Tích Lan và Tích Ấn Độ giống nhau, nhưng mà thật ra giữa Tích Lan và Ấn Độ rất là khác biệt. Trong có nhiều thứ mà chúng ta cũng cảm nhận là giữa Trung Hoa và Việt Nam giống nhau, nhưng mà thật sự không giống. Riêng việc Pháp và tại Ấn Độ đó, chỉ có rất nhiều điểm, nhất là trong ngôn ngữ người ta giữa cái giữa chữ dùng này và chữ dùng kia. Hôm nay thưa quý vị, chúng ta đi qua một giai thoại và đó có hai cái ý nghĩa, hai trường hợp tương đối rất dễ lầm lẫn. Bây giờ thì vị chánh kinh và chúng tôi được biết rằng hôm nay Thượng tọa Tân bận nên Thượng tọa Tân không có vào lớp học được, và do vậy chúng tôi sẽ được khuyên giữa cảnh sư có, chúng tôi sẽ
giữ vai trò điều hợp. Còn nếu không thì chúng tôi sẽ giảng bài hôm nay. Tôi xin mời quý vị đọc cho phần chánh kinh. Thành kính tri ân Hòa Thượng Giác Đẳng dẫn nhập cho bài học hôm nay. Và cảm ơn cô Như Pháp. Bài 8 kinh Gira Akgika Sutang. Thấy vậy không phải vậy, dẫn nhập. Ở đời thứ trùng tên trong Bà La Môn giáo không giống với tam minh trong Phật pháp. Cúng phẩm cũng vậy, đồ cúng thần linh không giống với thực phẩm cúng dường Phật và chư tăng. Một người có chủ ý đem thực phẩm cúng tế rồi lấy đó cúng Phật hay cúng chư tăng là điều đi ngược lại nguyên tắc của chư Phật. Kinh văn: Tôi được nghe như vậy, thuở ấy Đức Thế Tôn ở tại Rajagaha Vương Xá, chùa Vê Lú Vá Ná Trúc Lâm, tại Cá Lành Đá Cá Ní Hòa Phá, khu vực cho sóc ăn trong chùa. Bấy giờ cơm đề hồ và sữa đông được chuẩn bị cho Bà La Môn Ắc Ghi Cá Phà Ra Đòa Giá, vốn có chủ ý, ta sẽ cúng thần lửa, ta sẽ thực hiện nghi thức bái hỏa. Vào buổi sáng, Đức Thế Tôn đắp y, cầm y kép và bình bát đi vào Ra Giá Gá Há để khất thực. Trong lúc đi khất thực, theo cách tuần tự ở Ra Giá Gá Há, Đức Thế Tôn đi ngang trú xứ của Bà La Môn Ắc Ghi Cá Phà Ra Đòa Giá và đứng trước nhà Bà La Môn Ắc Ghi Cá Phà Ra Đòa Giá thấy Thế Tôn đi khất thực, liền nói với Đức Thế Tôn bằng kệ ngôn: Người đầy đủ ba minh, thiện sanh và đa văn, tri hành đồng biên mãn, có thể thọ món này. Hay trì niệm kinh chú. Thế Tôn: Hay trì niệm kinh chú mà trở thành phạm chí, nếu hữu ô nhiễm, sống dựa trên giả dối, ai biết được đời trước, biết cảnh giới khổ vui, đoạn tận sự tái sanh, mâu ni chứng ba minh, vị ấy bậc tam minh là bậc minh hạnh túc, đáng thọ thực phẩm này. Này hỡi Bà La Môn, Bà La Môn Ắc Ghi Cá Phà Ra Đòa Giá, mong tôn giả thọ lãnh thực phẩm này. Tôn giả Gotama đích thực là phạm chí. Thế Tôn: Ta không dùng cúng phẩm, hỡi phạm chí, ấy là nguyên tắc bậc kiến giả, không thọ dụng tế phẩm, là thường pháp chư Phật. Này hỡi Bà La Môn, hãy cúng thực phẩm khác, bậc kiến giả, thắng giả, bậc đoạn lậu, bất hối, ruộng phước cho người trồng. Được nghe vậy, Bà La Môn Ắc Ghi Cá Phà Ra Đòa Giá bạch Đức Thế Tôn: Thật vi diệu diệu thai tôn giả Gô Tá Má, thật vi diệu diệu thai giả Gô Tá Má, diệu pháp mà được tôn giả Gô Tá Má hiển bày, như người dựng đứng những gì bị ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc lối, hay đem đèn sáng vào chỗ tâm tối để những ai có mắt thấy được. Con xin nương tựa Đức Thế Tôn Gotama, xin nương tựa Pháp, xin nương tựa Tỳ Khu Tăng, mong tôn giả Gotama cho con được xuất gia với Đức Thế Tôn và được thọ đại giới. Bà La Môn Ắc Ghi Cá Phà Ra Đòa Giá được xuất gia và thọ đại giới từ Đức Thế Tôn. Thọ giới không lâu, tôn giả Ắc Ghi Cá Phà Ra Đòa Giá sống độc cư, viễn ly, cần mẫn, không sao lãng, quyết tâm và tự thân chứng ngộ chánh trí ngay trong kiếp hiện tại. Đây chính là cứu cánh mà những thiện nam, thiện gia nam tử đi tu sống không gia đình hướng tới. Vì ấy chính mình biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa. Và tôn giả Ắc Ghi Cá Phà Ra Đòa Giá thành một vị A-la-hán nữa. Thích nghĩa, tên Ắc Ghi Cá có nghĩa là người thờ lửa.
tam minh tề quýt cha. Trong ý nghĩa của ông, trong ý nghĩ của ông Bà La Môn là sự tinh thông tam phệ đà về đá. Đức Phật dùng chữ tam minh để chỉ túc minh, sanh tử minh và lậu tận minh. Chữ ga tha phí ghi tăng chỉ cho đồ cúng khi thực phẩm hiến tế thì được tán tụng với kinh văn. Khi thực phẩm hiến lễ thì được tán tụng với kinh văn, cúng xong thì đem bố thí hoặc thọ dụng. Chư Phật không thọ dụng đồ cúng như vậy. Chuyển dịch và biên soạn giáo trình tỳ kheo Giác Đẳng. Đạo tràng của chúng con xin được trang nghiêm đọc bài kệ thỉnh Pháp Sư. Hàng thiện tính mãi mê trần cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trí rảnh rang, não phiền kết buộc, sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật ngợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ, nhân duyên rõ ràng. Thỉnh Pháp Sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tính thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Đạo tràng của chúng con giờ đây đã được trang nghiêm và thanh tịnh. Chúng con xin thành tâm kính thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng từ bi thuyết giảng cho nội dung bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính lễ thì xin chào tất cả quý vị. Trước thì một lần nữa chúng ta lại có thêm một câu chuyện về một vị Bà La Môn ở trong dòng tộc nổi tiếng, và có thể nói là một trong những dòng tộc lớn của Ấn Độ thời Đức Phật như hôm nay, đó là dòng tộc Paragoda. Paragoda giống như là họ Nguyễn ở trong tiếng Việt chúng ta, một họ mà có rất nhiều người mà cùng họ như vậy. Và đi Bà La Môn này cũng một lần nữa có một cái biệt danh, có lẽ là được đặt dựa trên câu chuyện là Tika tên vị thầy lửa, đúng như vị này và vị này chiêu thị thầy lửa. Trong cái văn hóa và tôn giáo Ấn Độ thì thầy lửa là một trong những hình thức tôn giáo có rất cổ xưa và ảnh hưởng tận ở bên châu Á, và có thời cũng làm theo ông Tông. Nhiều khi chúng ta gọi là bái hỏa giáo, nhà bái hỏa giáo của đạo thời nữa, và cũng nhiều người là minh giáo, minh giáo thì cũng là đạo thời nữa. Và một trong nhiều cái hình thức người ta quan niệm rằng thần mặt trời, thần mặt trời là cũng là một cái hình ảnh hiện thực của thần lửa, vì mặt trời là một khối lửa khổng lồ. Do đó trong cái tín ngưỡng của người theo bái quan Phật giáo, ngoài cái việc những một ngọn lửa thiên ở trong nhà thì họ còn phải mặt trời. Rồi Phật giáo Đại Thừa về sau này đó có dùng một từ nó tương đương với đạo thừa lửa, và chúng ta thường biết gọi là vô lượng quang, nhạc vô lượng quang, tức là chỉ cho cái hào quang vô lượng, và cũng có liên đới đến cái tín ngưỡng về sự sùng bái thân lửa. Vì đó chúng ta có dịp chúng ta sẽ bàn đến. Thế thì trong câu chuyện thì kể lại xảy ra ở tại thành Vương Xá. Và đó là một ngày giống như nhiều ngày như Thế Tôn buổi sáng đắp y, tức là người trùng kính mình để đi vào sống, và cầm y tăng thành lên, chúng ta gọi là y kép. Bây
giờ thì Chư Tăng và khi đó thì đây ít mang sự ghét vì lý do là ít có sử dụng tới. Nhưng mà Đức Phật và Chư Tăng ngày xưa và cho đến bây giờ ở bên Thái Lan là các vị chư tôn đắc bà như truyền thống gà chân cha mà chúng tôi đã từng ở thì cái việc đi mà mang sự ý tăng dạy lê rất thường. Ý tăng dạy lê là ý kép á, ý này buổi tối thì dùng lòng của mình ban ngày vậy thì xếp lại thành tọa cụ hay là quả cụ, tức là làm chủ ngồi chỗ nào. Bởi vì ở đây chúng tôi có thường cơ bản hay dễ là cầm y kép, mặc dù ở trong nguyên văn thì không để y kép, nhưng mà để cho quý vị phân biệt được là tại sao nó đắp y rồi mà còn cầm y nữa. Đắp y là đắp y kính, và mình mặc thì ở cái cánh tay để chống cánh tay trái, cánh tay phải, khi mà trùng kính mình thường đắp y và cầm y tăng dạy lê. Y tăng dạy lê như chúng tôi nói cũng như cái mệt mà ngày nay chưa thông biến điện được còn sai. Đôi khi đi vào trường buổi trưa trải ra để nằm trên cái y tăng dạy lê đó để chúng tôi sạch sẽ thấy sao nằm là tọa cụ thì là hòa cụ. Và ở đây cũng có những trường hợp đó là có khi Đức Thế Tôn ngài nhận lời đến nhà một cư sĩ của Đức Chư Tăng để thọ trai, gọi là cúng dường thực phẩm trai phạm. Nhưng mà rồi cũng có những trường hợp Đức Thế Tôn ngài đi khất thực khi không có một lời biệt tĩnh, chỉ là tĩnh riêng, không có lời thỉnh cầu của trai tăng cũng biệt tĩnh, nhưng Đức Thế Tôn đi khất thực. Và đi khất thực thì có hai cách là đi và dừng lại ở những nhà của đàn tính, tức là những người hữu tâm có đức tin ở trong làng tôi sống mà mình biết, dạ, đi ngang nhà đó như vậy. Nhưng mà đồng thời cũng có trường hợp chư Phật và các đệ tử thực hành đó gọi là tôn trữ khất thực hay gọi là thứ lớp khất thực, nghĩa là nhà nào cũng đừng ngang. Hồi nhỏ chúng tôi Việt Nam cũng từng làm như vậy, và sau này lớn ở bên Thái, chúng tôi sống bên Thái 2 năm cũng ngày nào cũng đi khất thực kiểu này, nghĩa là nhà đó người ta có để hay không để thì chúng ta cứ đi và đứng yên, đi và đứng yên. Những người Phật tử mà họ biết Chư Tăng có lộ trình đi như vậy đó thì ngày nào họ cũng chuẩn bị thực phẩm sẵn, có Chư Tăng đứng yên chạy ra họ để một nắm xôi để thức ăn vào thì tung được khất thực. Và tung được khất thực cũng là một cái hạnh, nghĩa là nói lên cái tinh thần trì bình quá duyên tới đủ tất cả mọi người, không có phân biệt là giàu hay nghèo, thân sơ, không phân biệt là người từ hay là người ngoại giáo. Đó cũng là một hạnh quá duyên rất đặc biệt của Chư Phật. Thì trong bài kinh này ghi lại nhắc lại là hôm đó Đức Thế Tôn đi quá duyên theo cái cách gọi là cùng tự khắc thực, nghĩa là đi cùng nhà nào cũng được. Và trong cái việc mà tuần tự khắc thực như vậy thì Đức Thế Tôn đã đi đến, đi ngang cái túi sứ của Bà La Môn Atikapa. Và hôm đó là ngày mà như Bà La Môn này chuẩn bị cái lễ phẩm để hiến cúng, và chúng ta gọi cúng cha là hiến lễ, tức là cúng thần lửa. Ngày nay mà quý Phật tử nào về với Ấn Độ thì rất dễ dàng nhìn thấy hình ảnh này. Người Ấn Độ họ có một phong tục đó là hai thứ dinh dưỡng quan trọng nhất người Ấn Độ là cơm và sữa, khác với những dân tộc khác của phương Đông như là Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam, v.v. Chúng ta không có biết nhiều về cách sử dụng sữa, nhưng người Ấn Độ từ thời xa xưa, rất xưa họ đã biết sử dụng sữa, dĩ nhiên là sữa bò và sữa dê. Và khi mà sử dụng sữa thì họ có rất nhiều cách, từ cái sữa cho đến sữa chua, sữa đông, rồi
họ nấu cái món trong rừng có những xíu một tương mai chẳng hạn, họ biết rất nhiều về những thứ này. Mình cũng chỉ nghe trong khung rừng đó tục tô xanh tô là, tức là nó chỉ chua là nó tương mai. Riêng về ở trong các lễ hướng cúng thì người ta thường cúng hai thứ. Ở Việt Nam thì nếu vị nào ở miền quê thì ông bà chúng ta hay cúng hai thứ rất quan trọng ở trong cái gọi là nguyên liệu chúng ta ăn hàng ngày, đó là gạo và muối. Hồi nhỏ bây giờ chúng tôi không biết là bây giờ ta còn cũng như mà chúng tôi còn nhỏ đó, thì thường người cúng gạo với muối, hai thứ mà gọi là căn bản cho cái cuộc sống. Thì Ấn Độ họ cũng có hai thứ họ cúng, đó là cơm và sữa, nhưng không phải là cơm riêng sữa thì mà họ nấu lại thành một cơm để chúng ta cùng bề hồ. Cái nấu này nó cũng là một cái nấu đặc biệt, họ nấu lên đó, thay vì nước lã thì sau khi bo gạo xong họ nấu cho nó sôi, mà họ chặt nước ra, sau đó thì họ cho sữa vào. Mà cái sữa đó trước khi cho vào thì cũng phải có một cái phần hầm nóng ở ngoài đó và đổ vào, chứ không phải sữa lạnh. Hồi xưa không có tủ lạnh, thành ra cái việc mà sữa từ con bò bắt ra và làm thế nào để cho nó bớt mùi, bớt mùi đặc biệt của bò hay sữa dê rồi đem nấu cơm, nó trở thành thơm ngon, là một cái công phu. Phải nấu hai bếp rồi phải canh cá rất cẩn thận về cơm bề hồ. Thế thì cơm bề hồ là một loại hương vị tương đối là xa xỉ phẩm của người nghèo, tại vì nó tốn củi lửa, tốn sữa, tốn nước. Bài thì nó hơi nhiều chuyện, giống như chúng ta làm cái bánh đặc biệt, nhưng mà trong nước không được. Người Ấn Độ hồi xưa và bây giờ cũng vậy, đây là một cái lễ phẩm, thực phẩm cúng dường hiến lễ, gọi là căn bản nhưng mà rất là trang trọng. Thì hôm đó bà La Môn đã chuẩn bị cái việc hồ và sự nghi, tức là sửa đông để cúng dường trong cái lễ bái hỏa, thì cái lễ kế thần nữa. Thì lúc đó Phật đi đến, Đức Phật đi ngang và ngài dừng lại trước cửa nhà theo một cách tùng đường của các tình. Bài kệ này thì một lần nữa, nếu mà chúng ta đọc trong bản dịch của Thượng Minh Châu thì các vị có thể lầm tưởng là ông Bà La Môn đang ca ngợi Đức Phật là bậc Tam Minh, là bậc Minh Hạnh Túc. Nhưng mà giống như bài kinh trước chúng tôi có nói đó, là Tam Minh theo Bà La Môn là ba thứ kiến thức đối với Tam Thủy Đà, tức là sự tinh thông Tam Thủy Đà. Nếu chúng ta dịch mà dịch thoát là ai tinh thông Tam Thủy Đà. Và có đủ sự hiểu biết và thực hành đối với kinh nghiệm Tam Thủy Đà, sự hiểu biết và thực hành đó. Tam Thủy Đà là ba bộ kinh Veda, tức là giáo điển của Bà La Môn giáo. Một bộ nói về thượng đế thần linh, một bộ đó thì gồm những kinh chú để tuyên truyền, và một bộ nói về cái kiến thức của thế gian, ở trong đó như là toán học, thiên văn học, v.v. Thì một người trên thông Tam Thủy Đà đó là người hiểu đời cũng như hiểu đạo, nhưng mà hiểu biết cái đó rồi đem ra thực hành, như biết cái nào để trì chú hay là học toán, rồi biết luật toán đố,
nếu chúng ta áp dụng trong đời sống thì cái đó ông gọi là vichara sambandho. Hay nói một cách khác thì chúng ta dùng cái chữ là vichara giống như là khoa học, charana giống như công nghệ. Khoa học tức là về lý thuyết, về sự hiểu biết, nhưng mà công nghệ thì hồi xưa danh từ chúng em làm chúng ta là kỹ thuật, tức là sự ứng dụng điều đó ở trong đời sống. Như vậy khi mà Lâm Môn ông nói câu kệ này là ai là vị tinh thông Tam Thủy Đà, và người có cái hiểu biết về lý thuyết và thực hành được, và hiểu biết cả hai mặt lý thuyết thực hành được. Đối với Tam Thủy Đà thôi, đối với Tam Thủy Đà thì người đó xứng đáng thì thọ dụng thực phẩm này, tức là ông xem cái thực phẩm mà để kiến cúng với thần linh là một thực phẩm cao trọng, và sau khi cúng xong á thì người ta dùng cái thực phẩm đó để đem tặng, đem hiến cho những người mà xứng đáng, bởi vì họ đó là những thực ăn thượng đẳng. Thì thưa quý vị, Đức Phật ở trong cái cương vị của một vị đạo sư, cương vị của một vị Phật, có nhiều trường hợp, rất nhiều trường hợp mà Ngài sử dụng những từ vựng, những ngôn từ của người Ấn, của người Bà La Môn, nhưng mà với một định nghĩa khác. Và đây cũng là một trường hợp tiêu biểu. Bà La Môn nói Tivicha, tam minh là ba thứ kiến thức, hay là ba sự tác làm, ba sự tinh thông. Tinh thông, tam thủy đà, gọi là tam minh. Nhưng mà Đức Phật Ngài dùng chữ Tivicha, tam minh để chỉ cho ba cái để chỉ cho ba minh. Đó là túc mạng minh, thiên nhãn minh, là lộ tưởng minh. Chữ minh nó khác vị trí ở một điểm đó, là chữ trí là một chữ tổng quát, nhưng mà minh đặc biệt là một sự quán triệt xuyên thấu và ở một cái trình độ rất cao. Nếu Phật Ngài dùng quý cha trong việc như vậy, ví dụ như là túc mạng minh là biết đời trước, biết kiếp quá khứ của mình. Cái biết này đó là cái biết chỉ có đối với một vị tu tập mà có năng lực siêu nhiên nhớ đời kiếp quá khứ. Và túc mạng minh có được nhờ cái niệm rất là mạnh, nhờ niệm lực rất là mạnh, nhớ quá khứ xa xưa đã sanh ở đâu, đã làm gì, dòng tộc như thế nào, sở hành như thế nào. Và cái biết thứ hai đó, ở đây gọi là sanh tử minh. Nhưng mà trong bài kệ này Đức Phật dùng chữ là biết cả thế giới chư thiên và thế giới khổ, tức cả hai thế giới khổ vui. Ở đây là một từ mà Đức Phật Ngài dạy rằng Ngài hàm ý sanh tử minh có nghĩa là vì nó biết về cái nhân quả, về đầu mối, nghiệp nào dẫn đến cõi nào, dẫn đến trạng thái nào, do đâu mà một người sinh ra như vậy, được như vậy, bị như vậy, là do đã làm gì. Tức là những cái đầu mối sinh tử được nhận diện rõ ràng. Nó tương tự như là chúng ta bị tê chân. Tê chân thì nó có nhiều trường, có thể do tiểu đường, có thể do một dây thần kinh nào đó của chúng ta bị ảnh hưởng, hay có thể chúng ta thiếu một thứ vitamin nào đó. Chúng ta đi bác sĩ giỏi đó, thì người đó sẽ nhận ra ngay, sẽ nhận ra được rằng à, chúng ta bị những nguyên nhân đó là cái gì. Thì cái đó giống như là cái học sinh của mình. Túc mạng minh là nhớ về kiếp quá khứ, nhớ rõ. Nhưng mà chính sanh tử minh mọi người
biết rõ sự tương quan đầu mối của sanh tử, đôi khi gọi là thiên nhãn minh, nhưng mà chỉ sanh tử minh chỉ nhìn. Và trong dạy ngôn này ai biết rõ đời đức, ai biết cả hai cảnh giới vui vật tử, và cái biết thứ ba đó là cái biết để đoạn tận phiền não. Ví dụ như chúng ta là người bình thường tu tập, thì đôi khi từ sự tu tập đó thì mình lại rơi vào trong trường hợp ngã chấp. Tôi tu đó, tôi cao thượng đó, tôi quý đó, tôi vĩ đại như vậy đó. Nhưng mà với một bậc đoạn lâu tận đó, thì vì nó hiểu rằng ở đâu còn có chấp thủ, đây là tôi, đây là của tôi thì tự ngã của tôi, thì ở đó còn tự ngã, thì ở đó còn chấp thủ, ở đó còn đau khổ. Thì một người mà hiểu rõ cái bản chất của phiền não, ví dụ như một trong những điều khiến cho phiền não sinh khởi là cái gì vô thường, không chấp nhận đó là vô thường, cái gì bất toàn bất toại thì chúng ta không nhìn nhận nó như vậy, cái gì vô ngã chúng ta nhìn nhận như vậy. Nói cách khác là chúng ta không sống với sự thật mà chúng ta đòi hỏi sự việc mới khác hơn. Mình muốn mọi người chúng ta phải thương mình muốn cuộc sống phải thuận buồm xuôi gió, mình muốn mình được người khác kính trọng, mình muốn thế này thế kia, nhưng tất cả những muốn đó nó có cơ sở không, hay đó chỉ là muốn thôi, mà cái muốn đó nó có bị đau khổ làm chúng ta đau khổ không? Có. Chúng ta không hiểu cái nền tảng, cái tác động, cái nguyên nhân của phiền não, và do vậy chúng ta tiếp tục phiền não. Tu trong năm cũng phiền não, và lúc nào cũng đặt nặng cái tôi, cái ta. Khi mình khổ thì mình trên ta, khi mình thành công thì mình muốn được khiêm đến, mình hãnh diện, tôi có phước, tôi là người đại phúc, đại đế, v.v. Nhưng mà không thấy anh sau đó là một sự chấp thủ. Đây là ta đó, đây là tôi, đây là của tôi, đây là tự đảng của tôi. Cái không biết đó đó, gọi là cái vô minh. Nhưng mà biết rõ cái bản chất của phiền não như vậy đó, thì vị đó đoạn tận được phiền não. Và chẳng những vậy mà vị đó thấy được cái hành tướng của phiền não, cái tác động của phiền não, nguyên nhân của phiền não, cái sự đến đi của phiền não, cái sự trá hình của phiền não ở trong mỗi hình thái, thì vị đó gọi là lậu tận minh. Đối với vị này thì cái chuyện mà lậu hoặc ấy, nó không còn là vấn đề mơ hồ, không còn là ý tưởng triết học, ý tưởng trừu tượng, mà vấn đề nó rõ như là nước với lửa. Cái chuyện nó rõ giống như là cái mùi thơm và mùi thối, cái chuyện nó rõ giống như là cái cảm giác êm ái và đau nhức, nó khác biệt như vậy. Chúng ta sẽ nghĩ mà còn phiền não là tại vì chúng ta không có lòng thông minh, chúng ta không có một cái ý thức rõ ràng về phiền não. Rồi một vị mà chứng lộ thông minh là vị đó quán triệt cái bản chất, cái hành tướng, cái nguyên nhân, cái tác động của phiền não, và do vị đó đoạn tận phiền não. Thì thứ vị túc mạng minh, sanh tử minh và lộ tận minh là gọi ở trong Phật pháp gọi là tam minh. Một vị mà giác ngộ với tam minh đó là vì đó phải có cả hai về tuệ giải thoát và tâm giải thoát. Tuệ giải thoát ở đây là thấu kiến đoạn phiền não của bốn đạo bốn quả, và tâm giải thoát ở đây là thiền định. Cái thiền định này đó nó bao gồm cả thần thông, bao gồm cả thần thông. Và một cái vị mà chứng được tâm linh thì vị đó là một vị giác ngộ rất là ưu việt. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như vậy. Bây giờ chúng ta có cái kinh bị cắt đứt,
như cái chân của chúng nó, nhưng chúng tôi bị chảy máu, nó bị sưng lên, thì chúng tôi chỉ biết là sưng, chỉ biết là chảy máu, biết là mũ thôi. Nhưng mà với một người mà ở trong phòng thí nghiệm, họ có kính hiển vi thì họ biết rằng à, cái chân nó bị nhiễm trùng, và thậm chí nhiễm trùng với cái loại gì, virus nào, và tại sao nó sinh lên, hiểu rõ như vậy. Chúng ta nghe Đức Phật Ngài dạy về tham, về sân, về si, và về biết cảnh và phản ứng với cảnh. Nhưng mà chúng ta ngay cả một cái vị A-la-hán mà không có tam minh, không có lục thông, không có tam minh, thì vị đó hiểu một cách tổng quát thôi, chứ không có hiểu ở tích vĩ mô được. Và ví dụ như là Đức Phật Ngài có khả năng đọc từng sát na, đọc từng sát na tâm của chúng ta. Một khẽ tay tâm sinh diệt triệu triệu sát na, thì Ngài có khả năng đọc từng sát na và Ngài thấy rằng à, đây là tiềm thức dao động, tiềm thức chuyển thể, khai ngũ môn, ngũ sung thức, tiếp nhận, kiểm tra, xác định, xử lý, như hướng, người biết rõ. Chúng ta ngày nay còn học thánh pháp, nhưng mà chúng ta không biết, chúng ta không có làm được việc đó. Yeah. Ví dụ như là, bây giờ chúng ta học về bốn nguyên tử, cái người học về bốn nguyên tử, chúng ta biết về hạch tâm, biết về nguyên tử, biết là một chuyện, lý thức là một chuyện. Nhưng mà để có thể làm sao cho nguyên tử phóng xạ tạo thành điện năng, làm cho nguyên tử phóng xạ tạo nên một vụ nổ, vụ nổ lớn, thì cái chuyện đó hoàn toàn khác. Chuyện đó phải là một nhà khoa học chuyên môn, và họ nắm được cái kỹ thuật. Vì vậy, cái biết của phiền não, cái biết đối phiền não, cái biết đối với hiện tượng duyên khởi, duyên sinh, gọi là sanh tử minh, cái biết đối với đời trước, đòi hỏi vì đó phải có cả hai, là tâm giải thoát và tự giải thoát. Nói cách khác đó là thiền chứng mới tạo ra cái năng lực siêu nhiên. Một cái vị bình thường mà tu tập như Ngài Chắc Khúc Ba Lá, giải thoát hoàn toàn định mù quá, Ngài không có lục thông, Ngài không có thần thông, Ngài không có thiền định nữa. Thì cái vị Ngài, thứ nhất là mắt Ngài mù, thứ hai là Ngài đi cũng đi như tâm thái, cũng như một người mù. Chứ Ngài không thể, Ngài đạp giống đạp những con mối, Ngài không thể có thi giảng không được. Cái tâm Ngài không còn phiền não thôi. Thế nên cái vị chứng tâm minh là một vị giải thoát mà chúng ta gọi là giác hạnh viên mãn, hay là một vị viên giác, là giác ngộ với cái tình độ thấu triệt với tình độ cao. Nói theo ngày hôm nay là như một quốc gia mà có nền giáo dục cao mà họ có cả hai khoa học và công nghệ. Còn phần đông những cái nơi quốc gia khác đó, khoa học thì có dạy đó, nhưng họ nắm về công nghệ. Chúng ta thường là như vậy, chúng ta không nắm về kỹ thuật thì công nghệ chúng ta không nắm. Là cái chuyện đoạn tận phiền não tổng lẽ, mà biết rõ phiền não, biết rõ trong từng sát na, biết rõ trong từng cái chi tiết nhân sinh lầm lẽ. Trong tất cả các vị chứng thì có vị chứng lục không, chứng A-la-hán lục không, có vị A-la-hán tuệ phân tích, có vị chứng tâm minh. Nhưng mà trên phương diện và quản diện cái khóa đó, thì cái vị chứng tuệ phân tích được xem như là vị cao. Nhưng mà trên phương diện ưu việt về tâm giải thoát vậy, thì vị chứng tâm minh là ưu việt. Và Đức Phật Ngài dùng cái chữ tâm minh, ba minh ở đây hoàn toàn khác với cái nghĩa về tâm thế nào. Khi mà người Bà La Môn giáo tới ba minh của Phật Đà, đó là ba cái chi chiến, là gọi là tinh thông tâm Phật Đà. Phật giáo nói tâm minh ở đây là túc bằng minh, sanh tử minh và lậu tử minh, được xem như là một vị thần chi, được xem như là một vị đạt minh của ưu việt. Và riêng đối Đức Phật thôi, chúng ta chẳng đang nhắc là vị toàn chi. Bây giờ thì quý vị nói đến minh hạnh túc, thì vị Bà La Môn dĩ nhiên nói theo cách bình thường là học hiểu được kinh Phật Đà và làm sao áp dụng được, giống như chúng ta nói khoa học và kỹ thuật.
nhưng mình hạnh phúc trong ý nghĩa của Đức Phật đó, là một bậc có thể sống ứng hợp với sự hiểu biết. Và chỉ có Đức Phật mới gọi là Vichara Sambandho. Sambandho nghĩa là viên mãn, và Vichara, Vichara tức là sự hiểu biết ở cái mức độ cao vời, gọi là minh. Và Charana tức là sống cái điều đó. Ví dụ Đức Phật Ngài biết đó là phiền não, thì Ngài sống không có phiền não. Ngài sống không phiền não không phải tại vì Ngài tốt, Ngài sống không phiền não không phải là tại vì Ngài cao hơn các, nhưng mà Ngài sống không phiền não bởi vì Ngài hiểu rõ bản chất phiền não là cái gì. Và chỉ Charana có nghĩa là ví dụ Ngài nói là Ngài biết về phi tưởng, phi tưởng, biết về diệt thọ tưởng định, thì Ngài có khả năng xuất nhập diệt thọ tưởng định, xuất nhập phi tưởng, phi tưởng. Biết cái gì thì Ngài sống hết, biết về ấm giải thoát, biết về chỉ và phán, biết về cái gì, như là biết sao, giống như vậy. Ở trên thế giới bây giờ cũng có nhiều quốc gia như Hoa Kỳ hay là Pháp hay là Anh Quân chẳng hạn. Nhưng mà họ biết lý thuyết về cái gì á, thì họ có cái khả năng ứng dụng điều đó là công nghệ. Hiện nay chúng ta cũng biết nhiều thứ, biết nhiều lắm, nhưng mà chúng ta không đóng được một chiếc tàu hàng không mẫu hạm, chúng ta không có chế được quả tiền, chúng ta không trên đường radar giống như người khác, mặc dù trên lý thuyết chúng ta cũng biết. Hai cái điều đó chúng ta nên hiểu là khác. Rằng trong cái chữ Vichara Sambandho, tức là trong Bà La Môn giáo họ nói rằng lý thuyết và thực hành giống nhau, nhưng mà ở trong Phật pháp minh hạnh túc là một bậc đầy đủ các minh, và giống như tâm minh mà Ngài sống thực sự như vậy trong đời sống. Và thưa quý vị, khi Đức Phật dạy điều đó thì Ngài nói với ý nghĩa hoàn toàn khác với Bà La Môn. Bộ Bà La Môn này là một bậc đầy đủ huệ căn, đầy đủ chút chiêu. Nên khi nghe Đức Phật dạy như vậy cũng rất là không hiểu liền, không phát tâm, không đem cái phần cơm về hồ và sẽ lâu mới đem chính Đức Phật để Đức Phật công nhận. Ở tại đây thưa quý vị, xuyên suốt trong thời gian vừa qua đó, chúng tôi có đọc bốn bản sơ giải, thì ở trong bốn bản sơ giải này đó, có ba bản sơ giải cùng một quan điểm khi mà giải thích về một cái thuật ngữ và chúng ta gọi là gatha tiếng y đăng, ghi tá. Như ghi tá nghĩa là tán tụng, tán tụng tức là một cách đọc giống như ca, giống như ca gatha là ca bình hay là kệ ngôn. Bị nào mà ở gần người Ấn Độ đó, thì biết rằng người Ấn Độ đó khi mà họ đọc kinh đó, thì họ không đọc giống như chúng ta. Giống như chữ tăng mình năm tông là evame sutang ekang samyang pakawa sa wa ti yang tăng, nhưng mà họ đọc như là Ngâm Nga, chúng ta gọi là Ngâm Nga. Ngâm Nga. Cái đó tôi gọi là ghi ta. Tiếng ghi ta, ghi ta trong tiếng, ở trong tiếng Phạn có nghĩa là vừa là hát, vừa là Ngâm Nga. Ngâm Nga. Và Ngâm Nga đối với gatha, gatha tức là thi kệ hay là kệ ngôn, chúng ta thì gọi kệ ngôn. Nhưng mà gatha luôn luôn nó đi với cái âm tiết giống nhau trong một câu, và nó có âm vận. Và do vậy khi mà người Ấn Độ đó thì họ không có tụng như chúng ta, không tụng như chúng ta, mà người Tích Lan có phần nào giống như Đức Phật Ngài thật ra ở trong kinh đó, ở trong giới luật của người bên tu sĩ bên Nam Tông đó, ở trong giới bổn đó, có một cái luật là cấm chư tỳ kheo ngân nga tán tụng kinh. Chúng ta lấy ví dụ như là vị nào mà quen với thầy Bắc Tông, quý thầy Bời Huế đó,
thì quý thầy nói những bài tán hay nhất, là bài tán hay lắm. Khi quý thầy tán có khi là có chung, có trống, có kèn nữa, có đàn nữa, là có đàn, có chung, có kèn. Và cái bài tán ở Huế mà quý vị thấy rằng vị thầy nào mà tán hay là vị đó sống thì sống thoải mái lắm, là người ta hay thỉnh hay mời lắm. Và tán tụng là một phần rất là đặc biệt. Thì thật ra cái đó nó hay trong nghi thức, nhưng mà ở trong bên trong tụng á, thì nếu mà mình tụng kinh mà mình kéo dài, mình tán tụng thì chỉ quý thầy ngoài Huế đó, thì cái đó là hợp giới, và mình không được phép làm như vậy. Thì cái đó nó giống như là ca hát. Nhưng người Ấn Độ thì họ tụng ca tha, họ tụng theo cách gọi là ca vịnh. Dạ, giống như mình chứ tôi không có biết là quý Phật tử nào cũng biết về một cái thứ ở trong miền Nam á, có một tác phẩm thơ tương đối rất là nổi tiếng của Nguyễn Đình Chiểu là Lục Vân Tiên. Thì Lục Vân Tiên có hai cách, một là mình đọc và viết đèn sách diện tiên tây minh được cười hay giữ nhân tình éo le, nhưng mà người ta có một cách ngâm theo Lục Vân Tiên thú vị lắm. Cái gì chúng tôi thì không biết ngâm hết đó, giống như đó là trước đèn xem diện tây minh được cười hay giữ nhân tình éo le rồi thôi nhỏ chúng tôi nha. Bây giờ chắc không ai làm cái đó, nhưng mà cái là cách ngâm đặc biệt của Lục Vân Tiên. Tức là nó không phải là ngâm thơ như ngâm chiều ngoài Huế, ngâm dụng sa mạc rồi chẳng hạn, mà ngâm kiểu Lục Vân Tiên có cách ngâm đặc biệt. Thì nói chung đó là ca tha có hai cách, là cách đọc và cách ngâm. Thì Đức Phật ngày không có dùng cái Tiên Tăng dùng ngâm ê a ngân nga như vậy. Dạ. Bây giờ chúng ta trở lại, chúng ta trở lại cái chữ hồi nãy chúng tôi nói cái gì đó, cái chữ gatha là ca vịnh hay là kệ ngâm, gatha, abhijita người Nga cũng đọc. Thì thông thường á, những thực phẩm đó mà khi người ta bày ra trước bàn thờ và cũng được bày kinh, giống như chúng ta tụng kinh cúng dường nhân hoa, cúng dường Phật Phật cứu sống muôn loài, nhân hoa cúng dường pháp đạo như một cứu hộ, thì khi chúng ta đặt bình hoa lên, chúng ta ngâm lên, chúng ta đọc cái bài kệ đó, thì có nghĩa chúng ta lên bài kệ để chúng ta cúng Phật. Dạ, cái đó là tế phẩm. Dạ, tế phẩm. Thưa quý vị, những cái thực phẩm người Bà La Môn mà họ cúng tế xong đó, thì họ coi cho đó là sau khi Phạm Thiên hay là Thượng Đế, sau Phạm Thiên đã, thần linh đã hưởng dụng rồi đó, thì họ đem xuống. Bởi vì đó là thức ăn chuẩn bị họ mới cúng. Và bởi vì sau khi họ đem xuống thì họ cho những chuyện mà giống như là bên mình nữa là ông Hương, ông Cả trong làng, thì là cúng các vị Bà La Môn, các vị Sáng Đế Lị, và họ xem cái đó là cúng dường lắm. Dạ, ở quê của chúng tôi đó hồi xưa đó, bây giờ thì chắc không còn nữa, là người ta cúng đình đó, thì người ta hay cúng theo quay. Thì đặc biệt trong hai quay đó, thì cái đầu á chặt riêng và họ để một cái đuôi lên trên đó, còn cúng vị mà người Nam mình gọi cúng gì đó, cúng vị, tức là có đầu có đuôi. Thì cái đầu heo đó được đem lại hiến cho tặng cho ông Cả, ông Hương trong làng, những người lớn, những người chỉ đạo này. Mình là trẻ, mình là người không có địa vị thì mà ăn cái đó không được đó, cho nó phải là cao trọng. Ở bên Mỹ thì người ta không ăn cái đầu heo. Và ở bên đây cũng có ai nói là ăn đồ heo là không, là mà ở miền quê xưa là vậy, nó ăn đồ heo. Thì cái đầu heo sau khi cúng xong đó, nguyên con heo cúng trong cái đầu heo được đem tặng cho những vị chi lão trung thân, những vị lớn ở trong trung thân phụ lão trong làng, những vị có máu mặt ở trong làng, gọi là thức ăn cao trọng. Hay là
ở bên Thái Lan á, thì người ta có cái phong tục là cái thực phẩm nào mà đem đến chùa cúng Chư Tăng rồi đó, thì cái thực phẩm về tàn thực, thực phẩm còn lại đó mà Chư Tăng đã thọ dụng đó, thì phần còn lại đó là cái gì rất là trang trọng thường họ đem họ xuất xuất ra cho những vị mà tương đối lớn có ma mặt như là quận trưởng, tỉnh trưởng, người tham dự đó, họ xem thức ăn có đặc biệt. Thì trong trường hợp này, khi mà chúng ta nói đến guitar đó, thì đó những cái phẩm mà sau khi đã cúng rồi, chúng ta gọi là tế phẩm hay là cúng phẩm, dạ, tế phẩm cúng rồi, thì chư Phật không có thọ dụng cái đó. Tại vì sao? Ở đây chúng tôi nói trường hợp tế nhị để quý Phật tử hiểu, dạ, để quý hiểu những điểm này. Có nhiều Phật tử đến chùa, thì ở trong chùa có cái cây cúng ở phần thờ bông, thì Chư Tăng không ăn cái đó. Thì nghĩ rằng cái đó ma ăn rồi, vì Chư Tăng ăn nó đau bụng hay là ăn có hại, ăn không được. Không phải vậy. Quý Phật tử có biết rằng đối với Chư Tăng thôi, không phải đối với Chư Phật, đối với Chư Tăng thôi, Quý Phật này cho phép thọ dụng những thực phẩm vừa gọi là cúng vô hồn. Họ cúng xong họ bỏ ngoài mạ, dạ, họ bỏ, họ cúng xong họ bỏ đi, mà mình cho thấy ăn thực phẩm đó, không sao, cái thực phẩm cúng vô hồn. Nhưng mà như vậy, một người Phật tử mà có cái tác ý, có cái chủ tâm đem thực phẩm như là trái cây đem cúng vào thờ phật, cúng cho các vong linh trước, rồi sau đó lấy xuống đem xuống cúng Chư Tăng, cái đó là có bị băng nghiệp, dạ, bị băng nghiệp, tức là giống như đem đồ ăn cho con cái ăn hay là cho ai ăn rồi lấy thức ăn cho Chư Tăng, cái đó là không có nên. Dạ. Cái đó mình phải hiểu là tại sao, tại vì nó sai là cái tác ý của thí chủ, dạ, tác ý thí chủ. Thay vì cúng dường Chư Tăng thì đem cúng ba trước, cúng hôm trước, cúng mà giọt xuống như Chư Tăng ăn, cái đó là có tội, cái đó là băng nghiệp. Dạ, băng nghiệp giống như là mình có con cái mà lấy đồ ăn của con cái mình cho con cái ăn xong mình đem cúng dường Chư Tăng thì để nghĩ như vậy. Nhưng mà không có nghĩa là cái thức ăn con cái ăn rồi đó mà Chư Tăng ăn có đau bụng. Nó có trường hợp như vậy là một cái bữa ăn Phật tử đang ăn, chúng tôi tạm ví dụ thôi, đang ăn nửa chừng đó, mà có một vị tỳ kheo như có thực gan, người Phật tử đó phát tâm cúng dường, họ múc cái phần còn lại, múc gan phần còn lại trong cúng dường vẫn được. Dạ, vẫn được. Tại vì sao? Người đó không có chủ tâm là ăn trước Chư Tăng hay là cho Chư Tăng ăn trước ăn thừa lại, không phải. Mà người Phật tử đó bởi vì đang ăn mà thấy một vị đi khất thực thì nghĩ rằng cái phần thực phẩm mình đang có thì mình cắt một phần để cúng dường thì nó không sao. Nhưng mà bây giờ mình chuẩn bị lễ trai tăng, như ngày mai mình mời Chư Tăng bảy vị đến nhà để cúng dường, rồi nấu một nồi cà ri lớn, rồi nấu xong á rồi bút cho con cái, vợ chồng con cái nhà ăn, rồi cái phần còn lại Chư Tăng đến nhận, cái đó có tội. cái này phải phân biệt cho rõ. Chúng tôi nói như vậy là nếu mà có tác ý ăn trước hay sử dụng trước hay là đem cúng trước rồi sau đem cúng Chư Tăng á thì chúng ta không nên. Nhưng mà nếu không có lập tâm như vậy, không có chú ý như vậy mà tình cờ bất ngờ mà mình đang ăn Chư Tăng đến thì vẫn thể xuất ra cúng Chư Tăng. Hai cái đó nó nghe nó giống giống nhau, nó dễ lẫn lộn, nhưng mà nếu mình biết thì không bị kỳ chuyện đó. Thành ra không có đem đồ cúng vong để cúng Chư Tăng không có nghĩa là Chư Tăng ăn đồ cúng vong á, Chư Tăng sẽ đau bụng, ăn đồ đó sẽ chết, không phải vậy. Nhưng mà nếu cái người có tác ý cúng dường Chư Tăng nhưng mà trước đó đem cúng dường vong thì không được. Dạ. Chúng ta nói thẳng cái chữ mà dạ, chữ gata phí gì đó, tức là đồ cúng. Dạ, chữ đồ cúng tức là những đồ đó em để lên trên bàn và có đọc một cái câu, một câu cổ kinh mà người ta không đọc, người ta tán tụng, dạ, có tán tụng cổ kinh, dạ, cổ kinh xong họ đem xuống và đem cúng Phật hay là cúng Chư Tăng, cái đó Chư Phật không thọ được Chư Tăng đâu.
Thế thì Bà La Môn Atika Parajoya cũng như là những vị Bà La Môn trước khi mà nghe nếu còn dạy như vậy thì tâm trí bừng sáng và xin được nâng cửa Phật pháp tăng trở thành một Phật tử. Vì đúng như vậy mà vì đó muốn trở thành một vị tỳ kheo xuất gia, và xin được phép xuất gia với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ngài đã cho vị xuất gia và ngài dạy sự tu tập mà có bao lâu thì cũng qua là hả? Nó cũng là một sự thay đổi lớn. Thời Đức Phật còn tại thế đó, không phải là một vị mà rất tuyệt vời. Khi sinh ra đó là vốn là người mặc dù cái chức kiên đã đầy đủ, đang là mặc đầy đủ rồi, nhưng vị này vẫn chờ sự khai triển của một vị chính đẳng chánh giác. Đức Phật là người biết rõ cái căn tính, biết rõ tốt duyên với những chuyện này. Và những lời dạy của Đức Phật như là những phương thuốc thì ngay cái tâm bệnh ngài đỡ được một cái mối bút, mối bút quan trọng nhất mà cái mối bút này tháo gỡ thì những vị này bừng sáng thành tựu đạo quả. Đạo quả một phần là tốt duyên mình, một phần là do cái sự vĩ đại của bậc vô thượng điều ngự, bậc thiên nhân sinh, một bậc thật lực tức là đứng trên đẳng nhân giác, biết được cái gì cần nói, cần hướng dẫn để cho người đó được thay thế. Tương tự như là con gà nó đã hình thành đầy đủ ở trong cái trứng rồi, nó chỉ cần phá cái bộ trứng ra bên ngoài thì bầu cười đó, đôi khi là đủ cái tìm giác ngộ, đủ cái tìm năng giác ngộ thì cần phá cái bộ trứng cuối cùng, bộ trứng vô minh chắc là giải thoát. Thì những vị này cũng vậy, sau thì dẫn xuất gia thì thành tựu đạo quả, trở thành một vị a la hán. Chúng ta đang đi ngang qua một mỏm như một thiên khùng cá, trong đó ghi lại hình ảnh của những bậc đi từ những này sang những khác với một cái sự chuyển hóa rất là vĩ đại, thay đổi toàn bộ cuộc sống và tất cả đều được hưởng cái ân phúc từ vị chánh đẳng chánh giác ra đời. Chỉ có chư Phật ra đời mới có những sự thay đổi kỳ vĩ như vậy, mới có những cuộc cách mạng cao cả như vậy, mà có thể nói là một vị chánh đẳng chánh giác trong suốt thời gian quân tu ba la mật ngày đạo không biết bao nhiêu là những thiện duyên. Và những người có được những thiện duyên này khi ra đời gặp ngài, ngài dạy rất ngắn, chỉ một bài kệ, chỉ một lời, đôi khi người cũng rất ngắn, nhưng là ngài dạy cho những vị Bà La Môn này hay là trong ba là khai tâm các vị đó, những cái vị thành tựu đắc đạo chứng quả, giống như một người bị bệnh long đâm mà may mắn gặp thầy là đúng thầy đúng thuốc thì chỉ vài bệnh hết bệnh. Thì chưa học các chuyện này tương tự như vậy. Thứ gì đó là vài điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong bài kinh hôm nay. Và bây giờ thì chúng tôi xin được bước qua phần thảo luận và quý vị tự chơi chúng tôi một chút. Chúng tôi đang suy hoạt iPhone đó, không biết là quý vị tự có biết rằng có nhìn được trong lớp học hôm nay chúng ta có những vị giảng sư nào đang có mặt trên sân khấu với chúng ta chưa? Không có thì không đâu. Thì tổ đang đây thì tổ có nghe được không? Nếu mà không đang ở trên máy xin tỉnh thì tổ đang hoàn thiện trả lời cho cô thân được tiếp. Dạ. Thì tổ đang
chúng ta thấy điểm này là ở các quốc gia Phật giáo như Thái Lan, Ấn Điện, Bắc Lăng thì người ta đặt nặng vấn đề cúng dường chư tăng, vì chư tăng đi khất thực, thỉnh chư tăng đến nhà thọ trai. Hay là chúng ta cũng có cái truyền thống lớn như Phật giáo Nam truyền nữa, có cần việc gì chúng ta hay lễ trai tăng. Nhưng mà các xứ Phật giáo Bắc truyền này, thì chú trọng về cái lễ phẩm để cúng dường nên Phật của chúng ta, tức là những cái thực phẩm cúng trên bàn thờ, giống như gọi là tế phẩm, những thực phẩm cúng trên bàn thờ nhiều. Thì thực phẩm có thể trong cái cảm nhận cá nhân thì tôi giải thích rằng những cái việc mà mình bài đồ cúng, mình chuẩn bị đồ cúng để trang trọng cúng trên bàn thờ, nó có gì khác biệt với những cái thực phẩm mà mình đem cúng dường cho chư tăng. Chư tăng đó sư A, sư B mình cũng gặp, cũng quen biết, cũng nói năng, và mình cũng quen biết nhiều, nhưng mà gặp lúc mình thỉnh ba vị, bốn vị, năm vị, tức là bốn vị trở lên đến mình cúng dường, thì cái thực phẩm cúng dường đến chư tăng là những vị mà người trần mắt thịt, là người mà chúng ta quen biết, chúng tiếp xúc đó. Thì cái cúng đó, ví dụ như những Phật tử Thái Lan, những viện Đức Lăng, họ thấy rằng cúng dường cây tăng như vậy rất là quan trọng hơn là thực phẩm bài bằng cơ, thì do đâu có sự thay đổi lớn như vậy, và điều đó có ý nghĩa thế nào trong cuộc sống của chúng ta. Xin kính thỉnh Thượng Tọa Hoàng Hiệp chia sẻ và suy nghĩ về điểm này. Alo. Dạ, con Pháp đang kính đảnh lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, kính đảnh lễ Ngài Hòa Thượng Nhất Đẳng, Tọa Minh Thành, Đức Tài Tri, Đức Tài Đức cùng với Chư Tăng, kính chào đại cơ đệ tử nhà tử. Thì qua cái câu hỏi thứ nhất mà tòa hỏi đó, thì khi mình nói về hai cái nguồn Phật giáo đó, thì quý vị thấy rằng đời sống của Chư Tăng đó gần như là sống và thuyết giảng, sống và sống theo thực tế. Có nghĩa là thường thường đó thì mình thấy rằng đối với các cái xứ Phật giáo đó, thì Chư Tăng mỗi ngày là cái phần sự đi khất thực. Và đối với những người Phật tử các cái xứ quốc giáo hay là những người biết về Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì gần như là rất là để cúng cho Chư Tăng mỗi ngày, Chư Tăng ăn tu tập. Và họ cũng hiểu một cái cách là Chư Tăng tu tập để rồi Chư Tăng đạt được giới định tuệ, hay là đạt được những cái làm cho sáng chọi cái đời sống mà các ngài đã muốn tầm cầu. Còn riêng về Phật giáo Bắc Tông đó, thì mình thấy rằng họ đặt nặng vấn đề cúng kiến, nên được thường cúng kiến, cúng vong hay là cúng ngọ, cúng được cái nọ, họ tổ chức cúng kiến rất là lâu. Họ cái đặt nặng vấn đề của họ là cúng kiến. Còn đối với Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Nam Tông là các xứ Phật giáo đó, thì rõ ràng là cái sự tiếp nhận và cái sự hành trì đó là gần gũi thực tế. Nên bình thường đó thì mình thấy khi mà một cái vị sống rồi cúng dường cho vị đó ăn để vị đó tu tập, và cái việc tu tập của vị đó mang lại cái lợi ích cho mình, là có nghĩa là vị đó học hành rồi tu tập đó, rồi dạy cho mình tu tập. Nên thường thường thì quý vị thấy những cái xứ Phật giáo hay là những cái truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì cái việc mà Chư Tăng nó phải dạy học và phải dạy hành thiền vậy, đó là cái phận sự của Chư Tăng. Phải dạy giáo lý, dạy giáo lý nghĩa là dạy những cái kinh điển, đó là cái mục đích của Chư Tăng. Nên đó, khi mà những người Phật tử khi họ tiếp cận giáo đó, thì họ thấy rằng Chư Tăng ăn Phật thực đó, rồi mình cúng dường Phật thực, rồi bốn món dụng là y phục, thuốc trị bệnh Phật thực, hay là tóc liêu cho Chư
Tăng ở đó, để chư Tăng thực hành cái lời dạy của Đức Phật và sẽ hoàn hóa lại lợi sanh. Có nghĩa là chư Tăng học hành rồi chư Tăng dạy cho mình, và cái sự sống của chư Tăng đó là cái sự nuôi của mình nuôi. Nên thường thường quý vị thấy rằng chúng ta thấy những cái người Khmer vậy đó, khi mà họ đi định cư các nước đó, thì khoảng chừng 3-40 cái nóc gia đó, thì họ lại lập một cái chùa, và họ lại bảo lãnh chư Tăng ở cái quê hương của mình đó, những các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng rồi đó, họ bảo lãnh để qua đó ở và để họ làm phước. Bởi vì cái người Phật tử đó, Phật giáo Nguyên Thủy đó, hay là chúng ta thấy rằng họ sống, họ suy nghĩ và họ thường nói, nhất là những người miền Tây đó, họ sống nói rằng làm phước để dành. Làm phước để dành có nghĩa là cúng dường đến chư Tăng đó. Mình thường thường mình nói rằng ở xứ Thích Đáng, Tăng Cần Bậc Hiền Nhân nghe diệu pháp thì làm phước để dành đó, tạo phước để dành đó. Thì gần như là họ hiểu điều đó, và họ nghĩ rằng cái phước đó mình làm rồi những cái phước đó nó lớn mạnh theo thời gian, theo sự luân hồi của mình, rồi mình tạo phước đó nó lớn mạnh cho mình. Và thường thường thì những người Phật tử họ cũng hiểu được phước vật là sự bố thí cúng dường, phước đức là tu tập hành thiền giữ giới, phước trí là nghe pháp và cải chánh tri kiến. Họ hiểu được như vậy, nên đối với họ đó thì cái căn bản của cái thiện pháp đó, thì họ hành trì. Nên đối với người Phật tử Phật giáo Nam Tông đó, thì mình thấy rằng đối với chư Tăng là học pháp và hoằng pháp, còn đối với người cư sĩ là hộ pháp và hành pháp. Hộ pháp là hộ trì cho những cái vị chư Tăng đó, để những vị đó duy trì cái sự học và hành, nên gọi là những vị đó hộ pháp, hộ trì cho những vị mà thực hành theo lời dạy Đức Phật, sống xuất gia, sống trọn vẹn với lời dạy Đức Phật. Và hành pháp là họ hành trì những cái lời dạy của Đức Phật. Như vậy thì theo con nghĩ rằng đối với Phật giáo truyền đó, gần như là cái sự cúng kiến mà đặt nặng vấn đề cúng kiến tế lễ rồi này kia nọ. Còn Phật giáo Nguyên Thủy hay là Nam Tông đó, thì mình thấy rằng đối với cái vấn đề đó thì gần như mình không có đặt nặng, chỉ có cái là hướng dẫn cho Phật tử cúng dường chư Tăng. Chư Tăng là những cái vị tu hành đó, tất cả những vị tu hành đều có cái tâm để cúng dường hộ độ cho những vị đó trên phương diện mỗi ngày sống là vật thực. Khi có bệnh thì thuốc trị bệnh, khi đến mùa dân y họ cúng dường y. Ví dụ chúng ta thường thường nghe nói rằng Chư Tăng nhập hạ thì họ dân y tắm mưa theo luật của Đức Phật, những điều đó được Chư Tăng giảng dạy và họ nghe họ hiểu. Rồi khi mà 3 tháng hạ xong thì có tổ chức lễ dân y cúng dường tăng y, thì họ cũng hiểu và họ làm như vậy. Nên khi mà họ sống gần gũi và sống thực tế thì từ từ họ hiểu biết được, họ thấy cái đạo Phật là một cái đạo tu tập chứ không phải là đạo thờ cúng mê tín. Còn thường thường quý vị thấy rằng những cái tôn giáo cũng Phật giáo nhưng mà họ đặt nặng vấn đề nam thờ ông này, nữ thờ bà kia, hoặc là họ còn tin tưởng hạng này kia nọ, cúng tế hạng này kia nọ, nên nó thường thường họ đặt nặng vấn đề cúng tế. Còn Phật giáo theo các quốc giáo thì chúng ta thấy rằng họ không có đặt nặng vấn đề cúng kiến trên bàn thờ, họ đặt nặng vấn đề là cúng dường chư Tăng, để chư Tăng ăn học rồi hành trì rồi thuyết giảng cho mình nghe. Nên thường thường quý vị thấy rằng đối với người Phật tử Phật giáo theo các xứ quốc giáo thì buổi lễ nào họ cũng thỉnh chư Tăng giảng hết, và họ coi cái đó là cái phận sự của quý sư, cái việc mà giảng thuyết Phật pháp là cái phận sự của quý sư. Còn cái phận sự của họ là việc học pháp, nên mỗi ngày họ muốn được học pháp, đó là cái điều hiểu của họ. Và theo cái hiểu đó thì các xứ quốc giáo mình biết rằng cái nền tảng được từ đời cha, đời ông bà họ duy trì như vậy, nên những cái đời sau đó nhiều khi họ làm, nhưng mà
như ra đó, thì họ và đến trở thành cái truyền thống. Nên Chư Tăng cứ mỗi ngày sáng đi bát, hoặc là họ tỉnh Chư Tăng đến nhà đặt bát cúng vườn, cúng dường. Thì tùy theo những cái xứ sở Phật giáo hay là những người tu đông thì có cái sự tổ chức rõ ràng. Còn thường thường thì mình thấy nếu mà cái tăng là không đông, chưa thớt thì cũng thuyết giảng, cũng khích lệ cho họ làm để trở thành cái truyền thống như vậy. Nhưng mà cũng tùy theo những cái dùng, rồi những tùy theo những cái thời kỳ, tùy theo những lúc mà để cố gắng để làm cho nó hoàn thành cái công việc hoằng pháp, hoặc là để dạy cho người Phật tử Phật pháp là như vậy. Thì qua cái câu hỏi của Ngài Hòa Thượng thì con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì con thỉnh Hòa Thượng trở lại, nếu cần nói gì thêm thì thỉnh Hòa Thượng. Sa thú kính trường thì bà Pháp đang ở với sư tỏ đang, nhưng sư tỏ đang ở trong bài sinh thỉnh sư tỏ hoàn hỷ giải thêm về một điều là ở trong cái Pháp Cú có một cái câu mà được thi quá là trăm năm hiến lễ cúng dường không bằng một phút tín dường thánh nhân. Nói cách khác là một trong năm mình tế lễ thì không bằng một giây phút mà mình cúng dường đảnh lễ các bậc thánh. Thì câu này nếu mình hiểu trong cách hành trì hàng ngày của một người Phật tử, hàng ngày của một người cư sĩ đó, thì câu này mang ý nghĩa thế nào? Xin thưa Phật Hoan Hỷ chia sẻ thêm một ít ý nghĩa về câu Pháp Cú này. Trong cái câu này đó mình hiểu theo hai cái nghĩa. Một á, là mình cúng tế như vậy có trăm năm á, thì cái tượng cũng không có nói được cái gì hết. Và cái tượng nó cũng không có đồng ý hay không đồng ý những cái sự tế lễ của mình. Đó là nói về cái phương diện như vậy. Còn đối với phương diện thứ hai đó, mình gần gũi cái bậc hiền thánh đó, một giây một phút thôi, nó cũng mang lại cái sự lợi lạc. Ở trên phương diện là cái bậc thánh đó là cái đối tượng mà thấy được cái sự đúng sai của mình. Ví dụ chúng ta thấy rằng thì anh trong cái bài kinh Thi Ca La Việt đó, thì cái người thanh niên Singalo đó là lễ bái lục phương. Nhưng mà khi gặp Đức Phật, Ngài cũng thấy lễ bái như vậy, và Ngài chỉ lại cái cách lễ bái của Bậc Thánh, thì đã hoàn toàn, anh ta đã hoàn toàn thoát khỏi cái nghĩa là cái kiến chấp mà gọi là giống như cái giới cấm thủ vậy đó. Thấy thường thường những cái thói quen mà làm hàng ngày mà nó ràng buộc, nó không có cái mang cái tính chất mà đưa đến cái giải thoát tâm đó, không có tháo sự ràng buộc. Thì tính chính khi mà các cái bậc mà hiền thánh đó, mà khi mà thấy mình làm như vậy và các bậc đó giảng thuyết là đối với, đó là một cái phương diện. Còn phương diện thứ hai đó, là chúng ta thấy các bậc hiền thánh đó, là người nhận cái bậc cúng dường thật sự. Ví dụ chúng ta thấy rằng đối với cái lễ cúng dường nó có ba phần. Một là phần vật thực thanh tịnh, rồi tâm thanh tịnh và đối tượng thanh tịnh. Như vậy các bậc hiền thánh là cái đối tượng thanh tịnh, và cái vật của mình có thanh tịnh và cái tâm mình thanh tịnh nữa, thì cái sự cúng dường đó nó được trọn vẹn. Còn khi mà chúng ta tế lễ thì chẳng qua chúng ta ở một cái trước một cái đối tượng, một cái tượng, một cái hình tượng nào đó mà để mình cứ tế lễ như vậy thôi. Nhưng mà trong cái sự tế lễ đó, nhiều khi chúng ta thấy đối với những người Bà La Môn giáo đó, họ tế lễ đó, họ giết đồng nam, đồng nữ, giết trâu, bò, giết gà, vịt, giết những cái loại vật này kia nọ đó, thì chẳng những cái sự tế lễ đó còn mang lại cái hệ lụy nhiều hơn nữa. Chứ không phải là cái tế lễ đó thì trong cái bài kinh Tế Đàn á, trong kinh cũng có dạy về cái bài kinh Tế Đàn á, trong trường bộ kinh á, cũng có đền tá đó. Thì rõ ràng đó
những cái sự tế lễ đúng theo pháp đó, nó cũng có phước báo công đức, nhưng mà Đức Phật này nó cũng vẫn khi mà hỏi đến những cái việc gì mà nó đơn giản hơn mà nhiều phước hơn, thì Đức Phật này dạy đến cái việc mà bố thí cúng dường cho chư tăng, những người tu hành chân chánh, thì cái phước đó nó thù thắng hơn, nó đơn giản hơn mà thù thắng hơn. Tại vì mình có tế lễ theo cái pháp mà trong bài kinh nó trình bày đó, là nói đến cái người trong thành ngoài thành về tế lễ cho những người đó, nhưng mà ở đó nó còn cái sự giành giật, còn cái sự la hét, còn cái sự chen lấn, nên nó, cái bố thí đó, nó không phải là bố thí cho những người thanh tịnh. Còn cái tế đàn của Đức Phật kệ dạy đó, nghĩa là nó đơn giản hơn đó, là thỉnh được 4-5 vị sư đến, vị này xin đó, không có tham, không có giành giật, không có la hét, không có ẩu đả, và xin với cái sự quán xét thọ dụng cái vật thực. Bởi vì chúng ta thấy bốn thanh tịnh giới, chúng ta có quán tưởng thanh tịnh giới, có nghĩa là vị đó thọ dụng quán tưởng cái vật đó để làm cái gì, và cái mục đích dùng vật thực để làm gì. Đó là cái mục đích đoạn trừ phiền não và chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi, và để biết được cái thân này nó là cái khổ lụy, cần phải có vật thực, chúng sanh chỉ tồn vật thực như vậy. Như vậy thì theo con nghĩ rằng á, nếu một cái như câu kinh Pháp Cú đó, tế lễ trăm năm, vì tế lễ trăm năm cái tâm mình cũng không sửa đổi gì hết đó. Nhưng mà khi mình một giây mình thân cận những cái bậc hiền thánh á, lễ cúng bậc hiền thánh á, thì là rõ ràng đó là mình đã lợi ích. Chúng ta thấy rất là nhiều, mình điển hình như là bài kinh Trung Trường Bộ Sinhalo đó, qua đá đó, nghĩa là thanh niên Sinhala đó, lễ bái lục phương đó, mà Đức Phật ngày dạy lễ bái bậc thánh, thì vị này cũng từ tham chuyển hiểu biết Phật ngày dạy về cái phận sự cha mẹ rồi sa môn bà rồi hướng mắt nam bắc vợ chồng rồi thôi trai tới gái này kia nữa, chủ tới này kia nữa, thì vị này hiểu cái trí tuệ, hiểu biết liền, hiểu đúng pháp, hiểu đúng pháp, hành trì đúng pháp liền. Thì chúng ta cũng, nếu mà chúng ta nói theo tâm vi diệu pháp đó, thì cái tâm thiện hợp trí nó vẫn cho ra 16 quả, còn cái tâm thiện ly trí chỉ có ra 12 quả, nhưng mà những tâm thiện thiếu trí thiếu tư thì cho ra 8 quả thôi. Như vậy rõ ràng trong cái vi diệu pháp cũng có phân biệt, tại sao cái tâm thiện hợp trí nó cho nhiều quả như vậy. Vì thường thường quý vị sở hữu trí tuệ đó là một cái sở hữu rất là đặc biệt, và nó cũng là chánh kiến, nó cũng là tuệ phần, nó cũng là tuệ lực, định, nó cũng là tệ quyền tệ lực, nó cũng là thật pháp giác chi. Mà khi mà cái sự tế lễ đó, nhiều khi mình cứ làm theo thói quen thôi, mình tế lễ theo cái thói quen mà nó trở thành cái thân kiến thôi, chứ thật sự ra đó mình nghĩ rằng ai đó phải tế lễ cho người đó, phải nhiều khi tế lễ đó, thì cái chuyện tế lễ đó trong kinh Bổn Sanh cũng có nói đến nhiều cái giả tâm. Chúng ta thấy như là câu chuyện mà cái người da đen đó mà biết vợ mình ngoại tình đó, rồi muốn giết cái người tình đó, nó mới nói với vua là cần lập cái cổng lại, và phải yếm cái cổng đó với một cái tế lễ là giết một người trong đứng dưới đó. Nhưng mà cuối cùng thì ông ta tự cái miệng của mình không có giữ gìn, rồi cuối cùng cái người tình nhân đó được người tình của báo rồi trốn đi mất người da đen, rồi cuối cùng đến giờ tế lễ đó, thì vua sợ cái tai họa nên bắt cái vị tế sư đó nên chôn xuống đó. Câu chuyện Bổn Sanh nó được nói như vậy. Thì chúng ta thấy rằng có nhiều khi mình ghét ai đó, mình có uy quyền thế lực, rồi mình tìm mưu thần trước quỷ, mình nói rằng cổng bây giờ đó linh thiêng này kia nọ, phải chôn người da đen hết nô gì đó dưới đó, thì đó là cái tâm mình bày mưu lập kế thôi. Như vậy thì rõ ràng đó, những cái tế lễ đó có nhiều khi nó không phải là, nó không phải là có cái lợi ích gì hết. Tế lễ chẳng qua mình sợ sệt, nói nhiều khi những cái câu chuyện mà nó vui vui chơi, cũng như là miễu quan thánh mà bị quan đi ngang rồi bắt té sụp mão rồi những cái nọ, bị quan đó nói lại câu mà quan vũ mà bình sanh nói rằng ba dãy văn nam chơi còn hẹp đó, mai đòi cúng tế gì lấy gì. Lúc bình sanh thì nghĩ rằng
ba dãy Đông Ngô Ngụy rồi còn không có đủ để dùng cái sức anh hùng của mình, bây giờ chết rồi đòi cúng sôi gà như vậy chắc thật là vô lý. Thì cái miễu đó hết linh. Nhiều khi quý vị thấy những cái câu chuyện nó nói như vậy đó, thì chẳng qua là mình nói theo cái cách là những cái thế lực đen đó, thường thường là cái thế lực bị phiền não, cái thế lực mà đòi cúng kiến này cái nọ là cái thế lực bị phiền não. Còn cái sự mà thanh tịnh giải thoát như các bậc thánh, các ngài khi mà viên tịch đâu có đòi kế tế lễ, tại vì cái ngài giải thoát rồi. Còn những cái thế lực mà đòi cúng kiến đó là những cái thế lực luân hồi mà trong đọa xứ hoặc là luân hồi trong quá sanh. Ví dụ chúng ta thấy những loài thần Atula thần hay là những loài ngạ quỷ đó cũng đòi cúng kiến kia nọ. Như vậy thì rõ ràng cái thế lực mà nói rằng chết mà không được đạo thai làm chư thiên, nếu làm chư thiên thì họ dùng cái tịnh phẩm thanh tịnh của chư thiên, còn nếu mà sanh sanh để làm người thì thôi. Nhưng mà những cái thế lực mà đòi cúng kiến thì đa số là những cái thế lực sanh vào những cái loài phi nhân, những cái loài không có tốt đẹp. Thì rõ ràng có tế lễ như vậy thì cúng cho những cái người mà không có cái kết quả thì cái cúng nó cũng chẳng có được cái lợi ích gì. Theo cái câu cúng đó là như vậy. Còn nếu mà diện kiến cái bậc thánh dù là một lễ lại giây phút thôi cũng mang lại sự an lạc, vì các bậc thánh đó, gần gũi các ngài đó, mình sẽ có cái thân giáo. Cái thân giáo là gì? Chúng ta thấy có nhiều vị thanh tịnh, những loại phi nhân không có ẩu đả với nhau, nhờ cái sự thu thúc thanh tịnh của vị đó, sự bất hại của vị đó, nó chính là cái từ tâm của vị đó tu tập. Như vậy thì rõ ràng những cái bậc thánh đó, họ có cái pháp từ tâm, bi tâm, hỷ tâm hay xả tâm ở trong cái thân của vị đó, hoặc là vị đó thành tựu được những cái đạo quả và diệt được cái phiền não, nên các vị đó và gần gũi các vị đó đó thì chúng sanh nó sẽ chuyển hóa liền. Ví dụ chúng ta thấy Angulimala như vậy, nhưng mà gặp Đức Phật là Angulimala thấy mình sai lầm liền. Khi mà Đức Phật ngài nói Angulimala thì chạy dữ, nhưng mà Đức Phật ngài đi từ từ thôi. Thì ngài chỉ nói là ngươi cái tâm ngươi chưa có dừng lại, có nghĩa là cái tâm còn tạo những cái ác nghiệp. Còn tuy rằng ngài đi như vậy nhưng mà ngài đã dừng rồi, cái thân tâm của ngài không còn tạo cái sự đau khổ gì chúng sanh nữa, ngài hoàn toàn thanh tịnh rồi. Thì chính điều đó Angulimala quăng gươm giáo để quỳ lại đó. Thì rõ ràng á, những cái việc mà gặp được các bậc thánh chút một chút xíu thôi thì cũng đã chuyển đổi được cái đời sống của mình rồi, chuyển đổi từ phàm sang thánh rồi. Thì chính về điểm đó nên khi mình nói rằng tế lễ cả trăm năm cũng không có lợi ích gì, cái đối tượng tế lễ đó cũng chẳng làm gì cái tâm mình sửa đổi được. Còn các bậc hiền thánh đó, thì đối với những vị đó có thân giáo, có khẩu giáo, nên khi mình gần như vậy mình được cái sự giáo dục bằng thân giáo, bằng khẩu giáo, và cái tâm của mình sẽ có cái sự thanh tịnh hướng đến con đường thanh tịnh như vậy. Thì con xin trả lời cái câu của Hòa Thượng như vậy. Bây giờ thì con xin gửi hết lại cho Hòa Thượng. Sa thú chương trình thì tổng cần để đến khi tổng cần thì chia sẻ cùng cuối cùng, rồi sau đó sẽ lọt cùng lại. Thì tổng cần chúng ta thấy rằng từ bây giờ đó, khi mà Phật tử đi chùa đó, người ta nói cúng cái gì là cao quý thì là những thứ như là cúng chùa trật tự hay là cúng máy móc, cúng những thứ này thứ kia. Nhưng mà mình đọc ở trong kinh thì thấy hồi xưa lễ phẩm mà thường nhất và quan trọng nhất mình thì cũng cúng đó là thực phẩm, cúng thực phẩm đến với phật tử chúng ta. Thì đó cũng đang có nghĩa là tại sao hồi xưa là ít cúng những thứ khác ngoài thực phẩm, và bây giờ chúng ta sang Tích Lan cũng vậy, người phật tử Tích Lan á thì là hay cúng thực phẩm đến chư tăng hơn là cúng những thứ khác. Chính ở bên Mỹ này đó, chư tăng Tích Lan có khuyến nói rằng người Tích Lan họ thường là mang thực phẩm đến chùa hơn là họ cúng tiền như người phật tử Việt Nam. Thì ông đang có thể chia sẻ một vài cái nhận xét là tại sao trong một số cái văn hóa phật giáo hôm nay và kể như ngày xưa đó thì cái việc cúng dường thực phẩm là quan trọng nhất, không phải chăng là đồ ăn là quan trọng? Xin chỉnh cho chị đọc đây.
Thì theo con nghĩ rằng ở xưa và nay đó thì có lẽ là người Phật tử bây giờ đó thì họ suy nghĩ có nghĩa là thoáng hơn. Hồi xưa thì chư tăng đó nghĩa là ở chùa thì chỉ đi khất thực thôi. Và bây giờ thì cái điều kiện thì nó tương đối nhiều. Chư tăng phải đi hoằng pháp xứ này qua xứ kia thì cần phương tiện. Và những người cư sĩ đó thì họ muốn hộ trì cho chư tăng để đi hoằng pháp. Mà con thấy rằng đối với chư tăng Tích Lan đó, và họ đi phương tiện bằng máy bay vô sân bay thấy chư tăng cũng rất là nhiều. Và con thấy rằng đối với cái người Phật tử Việt Nam mà nói sao bây giờ họ cúng dường cái tịnh đài nhiều hơn là cúng dường Phật thực, thì theo con nghĩ rằng thật sự ra khi mà mình nghĩ nghĩ cúng dường Phật vừa lòng, có nghĩa là chư tăng thọ dụng cái Phật đó để chư tăng chi dụng cho cái đời sống tu hành của mình, như là mình cần thuốc thì mình mua thuốc mình uống, hoặc là cần đi hoằng pháp thì đi hoằng pháp, hoặc là cần chư tăng làm cái việc trong chùa chiền đó thì chư tăng làm. Ngày xưa thì mình nghĩ rằng những cái tự viện là vua chúa hoặc là những người trưởng giả họ xây cúng, còn bây giờ đa số thì không có như vậy nữa. Và chư tăng gần như là phải lo công việc mà xây dựng cốc liêu am thất của mình ở này kia nọ cho cái việc sinh hoạt trong chùa. Nhiều khi chùa cần giấy toilet gì Phật tử họ vô họ than phiền như vậy, chứ còn nhiều khi chư tăng phải tự làm. Khi mà thấy họ than phiền này kia nọ thì chư tăng phải tự tự vận động để làm, rồi họ thấy đó rồi thì họ vào, nhiều khi họ thấy vậy họ ủng hộ, rồi ủng hộ riết như vậy thành nhiều khi nó quen. Nên thường thường thấy rằng đối với người Phật tử Phật giáo Việt Nam thì gần như là họ vào chùa họ cúng dường tịnh tài thì thường hơn là cúng dường Phật thực. Với điều thứ nữa là con thấy rằng đối với cái việc mà cầm đi để gọn gàng thì cái nọ họ cũng tính nó tiện lợi hơn, nên họ hộ độ chư tăng này, chư tăng sử dụng như ý, có nghĩa là sư tăng muốn xây dựng cái gì đó thì sư tăng xây dựng, hoặc là muốn đi hoằng pháp thì sư tăng chi dụng đi đi hoằng pháp, thì con nghĩ rằng cái đó cũng phù hợp thôi. Nhưng mà theo cái mỗi lúc mỗi thời, ví dụ như mình ở đó quý sư cứ quay quanh quẩn với cái xóm làng của mình thì chư tăng mỗi ngày đi bát rồi cúng dường thật chư tăng ăn vậy thôi. Còn khi mà cái thời bây giờ đó, cái tăng hoằng pháp đi xứ này xứ kia rồi đi cần cần làm cái này cái kia nọ, thì nhiều khi giờ cái người cư sĩ đó thì họ cũng lo họ làm, rồi họ cũng lo sống, rồi họ cũng dành dụm để cũng còn không có bỏ công sức nhiều như là ngày xưa. Con nhớ hồi xưa con về chùa từ thiện, lúc đó vận động 40 50 em nó ngồi đập đá, mà đập đá một hai, ngồi đập cả khối này qua khối kia, có nghĩa là cả xe mấy xới như vậy, đập cả 5 7 ngày 10 ngày mới được một xe, nhưng mà họ cũng vẫn đập. Nhưng bây giờ kiếm người vậy không có, thà là họ vô cúng dường cho sư 1 triệu 2 triệu gì mua đá mua xi măng gì đó, thì họ cúng dễ. Chứ còn vận động họ bây giờ vô ngồi thì họ không có còn ngồi được. Bây giờ họ đi làm công nhân, họ cũng làm cái này kia nọ, họ cũng không có giống như ngày xưa là ở trong làng trong xóm rồi gần cái chùa rồi quây quần trong chùa này kia nọ. Bây giờ thì họ lại lại làm lụng, có nghĩa là họ cần đi làm liên tục như vậy, họ chỉ nghỉ được ngày chủ nhật thôi. Thì theo con nghĩ như vậy nên bây giờ thì họ cũng tịnh tâm của mình để cúng dường, thì đa số họ dễ nhất là họ đem tịnh tài đi cúng dường, mà nhiều khi họ nghĩ cái đó thực tế nữa, cái tăng muốn chi dụng gì cái tăng chi dụng, mà cái tăng ở trong chùa tu vậy thôi. Thì ở trong cái câu hỏi của Ngài Hòa Thượng thì con xin chia sẻ như vậy, bây giờ con xin là được các bạn. Sao cái đường tựa tận rất nhiều thấy thường gọi từ quyền là vào lúc chúng ta từ quyền có nghe được không? Nếu từ từ quyền đang ở trước mắt xin chúng ta gọi trả lời cho cô tiếp theo. Chúng ta từ quyền trong mình
cái này thì vị Bà La Môn nói đến tâm linh cái trong tâm của đạo, và Đức Phật nói tâm linh tức là mình sinh tử mình và lợi tự mình. Chúng ta mới nghe thì chúng ta cảm giác những sự tu chính mới là quan trọng. Nhưng mà thay vì mình nói là tinh thông tất cả đà thì đến tinh thông tâm tạng, thông suốt, thông hiểu tâm tạng theo cách chúng ta nói ngày hôm nay đó, thì điều đó có đáng quý không? Dạ, nếu một vị mà tinh thông tâm tạng hiện trong trong cái thời gian hiện tại bây giờ thì có thực sự là đáng quý và đáng tôn kính cũng nhiều không? Cái tình ý kiến của quý vị. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Ma, Nam mô Sang Khai, đại chúng nghe rồi. Cảm ơn các phụng lạc, cảm ơn quý vị cô như Phật cùng đại chúng. Chúng con kính đại đến Đức Phật giáo pháp và chúng tăng kính đại đến ngồi thượng nhất đẳng thượng tọa Phật tăng. Cảm ơn đại từ thi đại từ đức cùng chư tăng. Kính chào quý tu nữ cùng chư Phật tử. Và kính bạch hòa thượng, quả thật thì nếu chúng ta hiểu biết được một cái giá trị của độc tụng thôi cũng là một vấn đề lớn rồi. Chứ đừng nói chi nếu như các vị đó mà là các vị mà lầu thông tâm tạng kinh điển thì điều đó quá quý, đó như là một cái kho tàng tam tạng kinh điển pháp bảo mà được các vị đó thông rành nhớ rõ và bị hiểu rõ bởi vì sao vậy? Bởi vì có thể nói rằng là thứ nhất là cái điều đó nó khó, có người có được, mà các vị đó đã có thuộc đầu thông tâm tạng. Cái đáng quý này, cái trân quý này không chỉ riêng cho vị đó mà cho cả Phật giáo đồ, mà cho cả luôn cả ví dụ như ở đất nước Miến Điện, các vị đó mà thuộc đồng tâm tạng thì đó chính là một chính khách quốc gia, là một người, là một vị đáng quý, đáng tôn kính của đất nước Thái Lan, tức của đất nước Miến Điện. Bởi vì đó là tài sản vô giá của họ. Nếu nói về tài sản tinh thần thì những con người hiểu biết như vậy có thể nói rằng cái đầu óc của họ như là một, còn hơn là cả bác học à. Thì chúng ta thấy cái một vị tinh thông tâm tạng hay là người ta thuộc lòng cả tam phệ đà, thì đối với các Bà La Môn thì những người này là những người được xếp đặt, là những người đặc biệt ở trong tinh thần của Bà La Môn. Và cũng như Phật giáo chúng ta cũng vậy, thì đối với các vị mà có thể nói rằng là tinh thông tam tạng kinh điển thì các vị đó là một tài sản pháp bảo vô cùng to lớn. Bởi vì sao vậy? Kính thưa quý vị, vì ấy có cái duyên thật sự là lớn mới học và nhớ được. Trước nhất có cái phước duyên trí tuệ, cái điều thứ hai có phước duyên với Phật Pháp, chúng ta mới học được, chúng ta mới hiểu được. Cũng như khi chúng ta học Vi Diệu Pháp và chúng ta học tiếng Pali vậy đó, nếu chúng ta học được thì chúng ta có cái duyên, mà chúng ta không học được thì chúng ta kém cái duyên với Phật Pháp. Cái điều này nó là chứ. Là chỉ chúng ta học thôi, đừng nói chi mà chúng ta hiểu. Một người mà đi đến, ngay cả chúng ta diện kiến, chúng ta được đảnh lễ các vị đó cũng là phước báo rồi. Đứng ra tinh thần của chính con thì quả nhiên nếu như các vị đó mà chính tánh thì nó đặc biệt rồi. Nhưng các vị mà vẫn còn phàm mà hiểu biết được như vậy thì cũng là Sapurisa hay là Pandita, tức là bậc trí tuệ. Một bậc trí tuệ như vậy hiểu biết được một cách đầy đủ, một cách tốt đẹp, thì trên cuộc đời này còn cái gì bằng được? Không có cái gì bằng. Cho nên vì vậy, nếu chúng ta tu và chúng ta học kinh điển thì chúng ta mới thấy được một bài kinh thôi để mà học được cũng là một chuyện khó, chứ không phải là dễ dàng đâu quý vị. Bởi phải có cái duyên mới học được. Thì cái duyên này là cái duyên với Phật Pháp, đó cũng là chủng tử với Phật Pháp, mà chủng tử với
với con đường đoạn khổ diệt khổ. Và các vị này có cái phước trí tuệ rất là lớn, cho nên không những chỉ là một đáng quý giá, mà đó là một vật báo của đất nước và của một Phật giáo đồ. Cũng như vừa rồi có một ngày Tam Tạng vừa qua đời đó, khi tụi cũng còn trẻ, thì điều đó phải nói cũng là một sự mất mát, cũng là một sự đau xót khi đã mất đi một con người đã lào thông hay là tinh thông Tam Tạng kinh điển, mà bị bệnh dịch Covid cũng chết đó. Dạ, có thể nói rằng là, kính thưa quý vị, bây giờ thì ở điện thì chỉ còn hình như là còn chừng 10 vị. Thì trong cả một cái hành tinh này, cho chừng 5-6 tỷ người gì đó, chỉ có một số người đã được như vậy. Và nếu trong cái tín đồ Phật giáo đó thì bao nhiêu người, chúng ta cho là chừng là coi như là nửa tỷ người đi, 500 triệu, vài trăm triệu triệu người đi, thì chúng ta thấy được bao nhiêu người làm thông Tam Tạng thì đếm trên đầu ngón tay. Thì trên đầu ngón tay có 10 thì chỉ có 10 vị thôi, thì họ quý hay không? Có thể kim cương, có thể đá quý, hoặc là vàng bạc châu báu gì, chỗ này không có, chỗ kia có. Hoặc có thể người ta sẽ khai thác, người ta sẽ đào lên, có thể có vàng bạc châu báu. Nhưng những con người như thế này thì rất là hạn hữu, rất là giới hạn, không thể có, khó có thể có. Những người tiếp tục, dĩ nhiên ở quốc nước Miến Điện luôn luôn có một tinh thần, các vị thi, các vị đọc tụng Tam Tạng rất là nhiều, hàng năm. Mà có một lần chúng tôi đã tham dự được cái hội thi Tam Tạng ở tại hang động, mà hang động đó cũng là kết tập Tam Tạng tại Miến Điện đó, thì chúng ta mới thấy được rằng nó thật sự là đáng quý. Tuyển qua rất là nhiều vòng để một vị mà được lào thông Tam Tạng. Có một lần có một vị Tam Tạng về, thì Bạch Hòa Thượng còn chỉ hỏi một cái đoạn đó ở trong kinh, vị đó nói ngay trong kinh đó, mà trong kinh ví dụ trong kinh Trung Bộ thì đó còn hỏi ngay Trung Bộ, thì vị đó nói cái bài kinh Trung Bộ, nói bài kinh Phương Quảng, còn hỏi cái liên quan tới cái đó, vị đó nói bài kinh Phương Quảng bằng tiếng Bali. Ở cái đoạn đó như vậy cần phải hiểu như thế này, phải nói là không phải là thử, nhưng mà con thắc mắc thật, thì chúng ta mới thấy không có một chuyện bình thường, một chuyện đơn giản. Người ta thuộc thật, người ta nhớ thật, các vị còn có nhiều vị còn biết luôn cả tất cả tha chú giải hay là ti ca phụ chú giải, đặc biệt lắm. Dạ, cho nên phải nói rằng là đó là một báu vật mà của trời, của người và của trời, cả trời luôn. Nếu như chúng ta hiểu được một cái giá trị của Phật pháp mà nó cao cả, và nó có sự tồn vong, nó có sự phát triển, thì chúng ta biết một ngày là lần lần người ta không còn nhớ đến luận, đến tạng luận siêu lần, không ai học, không ai nhớ, không ai ghi gì hết, sẽ mất đi tạng luận. Và lần rồi thì tạng kinh cũng mất, và tạng luận cũng không còn hiện hữu trên cuộc đời nữa. Thì chúng ta mới thấy rằng là theo một cái quy trình mà của thời mạt pháp, nó bắt đầu xoay chuyển lần 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 lần, thì chỉ là còn hình thức một miếng vải để trên người, đó chính là người tu thôi. Thì như thế thì chúng ta mới thấy được rằng khi Phật pháp một ngày, cái sự nguội lạnh của từng bộ kinh, của từng tạng kinh, của từng, tức là chẳng hạn như giờ bộ tức là bộ luận, thì từng cái bộ luận đó cũng đã rất lần rồi mất đi bộ luận, thì chúng ta thấy Phật pháp cái sự thâm sâu, cái sự
vi diệu của Phật pháp này thì bắt đầu một ngàn một mất, thì không còn người hiểu, không còn người người lào thông thì bắt đầu không còn, sẽ không còn người hiểu, không còn người học, không còn người hiểu và biến mất luôn, xem như như chưa hề biết đến. Và từng từ như vậy thì chúng ta thấy cái sự suy tàn của Phật, thì chúng ta mới thấy được những người mà lào thông tam tạng kinh điển sẽ như người đó như hiện thân của pháp bảo trên cuộc đời này. Có thể nói như vậy, những vị mà lào thông tâm, lào thông hay hoặc là tinh thông tam tạng thì là những đó là những pháp bảo còn hiện hữu mà có giá trị thật. Phật ngôn tám môn bốn ngàn pháp môn đó được các vị đó nhớ và biết rõ thuộc lòng thì còn gì quý cho bằng. Thì kính bạch hòa thượng, trên cái nhìn của chính con thì không có gì bằng và cũng thế không không có gì mà đáng quý hơn hơn cả vàng bạc châu báu, bởi đó là giá trị của pháp bảo mà văn kinh chia ra tên năng lô kê quý chư tư quý tăng quý tư tên năng tham ở tên năng sáng ra tên năng, tức là các báu vật trong thế gian không có gì sánh bằng Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo đại như vậy. Dạ, kính bạch hòa thượng, đây chính là câu trả lời của chính con qua cái câu thảo luận này. Nếu có gì cần bổ túc thì kính bạch hòa thượng, nam mô Phật Thầy. Sa thủ kính trình thượng tọa Tư Quyền. Nhưng thượng tọa Tư Quyền là thượng tọa đang chia sẻ những điều vừa rồi đó, thì xin thượng tọa Tư Quyền có thể nói thêm một điều rằng nếu người Phật tử mà họ có điều kiện đó, hay cúng dường thực phẩm đến chư tăng đó, thì ngoài cái việc cúng dường để tạo phước đó, họ có nên nghĩ rằng cúng dường chư tăng là để gìn giữ Phật pháp tồn tại trên thế gian này không? Và với cái tăng ý như vậy đó thì nó có ý nghĩa gì đối với đời sống tu tập của họ? Kính thỉnh từ người qua thì trở lại. Điều quả thật cũng như sự cúng dường đến tăng, mong cái hình ảnh bóng này hiện hữu, sự cúng dường đến pháp bảo đến các vị đó thì cũng mong pháp bảo hiện hữu, thì đây nó có một cái giá trị rất là lớn. Có giá trị lớn tức là sao? Cúng dường đến tăng, chư tăng có sức khỏe và chư tăng có được cái vật phẩm được thọ dụng như thế thì kế thừa và phát triển, các vị đó có thể thực hành pháp học, thực hành pháp hành, chứ pháp học pháp hành này nó mới được hiện hữu trên cuộc đời. Ngày nào mà còn những hình bóng của tăng già ở trên cuộc đời thì ngày đó còn cái giá trị tu tập, còn cái giá trị đoạn khổ diệt khổ, còn một giá trị thiện sự trên cuộc đời. Mà cuộc lễ dân y đã nói lên điều này. Khi nào còn nhị tắc bạch tiên ngôn, ngày nào còn hình bóng của tăng già ở trong cuộc đời này, thì ngày đó tất cả những gì mà chúng ta tu tập, những gì mà chúng ta muốn làm phước mới có người làm phước, điều kiện và những thiện tâm của những người nghèo khổ, của những người không có đủ những cái tiền của tài sản, họ cũng có dịp để họ đảnh lễ, họ cúng dường để họ tạo cái duyên phước cho đời này và cả đời sau. Chúng ta phải nhớ như vậy. Nếu như hình bóng của chư tăng không có, hình bóng của giáo pháp thì làm sao giáo pháp này được diễn giải? Mà giáo pháp này không có mặt trên thế gian thì có nghĩa rằng sự thật rất là khó khăn. Cho nên những hành động lớn nhỏ của những người Phật tử hộ đạo, chúng tôi xin xài cái từ chữ hộ đạo, tức là luôn cả hộ tăng, hộ pháp, thì ý nghĩa lớn lắm quý vị. Từng chén cơm manh áo, từng cái sắn, từng củ sắn, củ khoai,
một cục kẹo, cái bánh, một miếng đường. Mà bao đời nay, cái sự tồn tại của Phật Pháp cũng từ những cái gì? Những tấm lòng của Phật tử muôn phương, của những con người có tấm lòng cúng dường. Quý vị biết cái tội nghiệp đó có những bà cụ con cháu cho tiền để mua sắm hay để trị bệnh của tuổi già, gom góp như vậy để từ cái mùa dân y bắt đầu đi các chùa như vậy để cúng dường. Chúng tôi hỏi như vậy, tại sao như vậy? Thì nó các sư cúng cho các sư có cái điều kiện để các sư tu, và các sư còn tu á thì Phật tử mới còn được chờ. Thì những cái lời nói mà nhiều khi nó đơn giản như vậy, nhưng mà nó hàm tận và nó chứa đựng những cái sự hộ đạo hộ pháp rất là lớn. Cho nên phải nói rằng giữa diện mối của tăng và tục là một cái gì diện mối được dính liền. Dù bất cứ nơi đâu mà ở đó, nếu như không có chư Phật tử, không có những con người có cái tâm, có cái lòng nơi đó, kính thưa quý vị, quả thật thì cũng rất là kém duyên. Cho nên từng hành động lớn nhỏ của tất cả quý vị tạo phước lành, không chỉ là một cái việc làm phước bình thường đâu, mà đó chính là cái nguồn mạch để nuôi dưỡng mạng mạch của Phật Pháp. Không phải chỉ riêng các sư tu tập để gìn giữ giới luật hay là để thuyết giảng Phật Pháp mới là giữ gìn nguồn mạch của Phật Pháp, mà chính chư Phật tử chăm sóc một phần cũng là gián tiếp nuôi dưỡng cho nguồn mạch đó nó còn hiện hữu trên cuộc đời này. Xuyên qua tức là hỗ trợ cho chư tăng trong việc tu học, vân vân. Thì đó chính là làm cho Phật Pháp được lớn mạnh, làm cho Phật Pháp được lưu truyền. Và cũng như là quý vị in kinh, ấn tống kinh sách, hay là các băng dán, hay là điều kiện máy móc, vân vân. Thì điều đó, kính thưa quý vị, chính là chúng ta tạo một cái điều kiện hết sức là to lớn để duy trì cái sự tồn tại của Phật Pháp trên thế gian này, rất là quan trọng. Một người hiểu được cái sự hiện hữu của lời Phật dạy còn trong đời này là gây nên một cái niềm tin, hiểu được nhân quả. Từ chỗ biết được có cái niềm tin, hiểu biết được nhân quả, hiểu biết được nghiệp báo, hiểu biết được cái điều nên làm và cái điều không nên làm, hiểu biết được cái điều tốt, điều xấu, và cái luân hồi, cái tái sanh, hiểu được cái sự vô thường, cái sự khổ não, cái sự vô ngã của trầm luân sanh tử, thì cái điều đó có gì bằng, kính thưa quý vị. Một cái sự góp tạo, một cái sự thúc đẩy, hay một cái lời nói, một cái sự chia sẻ đến người bằng một cái sự chia sẻ Phật Pháp, thì điều này hết sức là to lớn. Bởi vì từ cái chỗ mà được nghe đó, từ cái chỗ được học đó, từ cái chỗ được thấy, từ chỗ được đọc đó, mà nhân là chúng ta tạo ra, thì đó chính là chúng ta đã đang giữ gìn và phát huy hết sức tốt đẹp cái diền mối và cái màn mạch của Phật Pháp. Cũng như không chỉ riêng các sư hay là các vị mấy quần pháp, mà chính chư Phật tử là những người bè bạn trong khi làm việc hay trong khi sinh hoạt hay vui buồn gì đó, ngồi chia sẻ và dẫn dắt người ta, đưa người ta đến đạo. Điều thứ nhất là những người bạn mới rủ nhau đi đến chùa rồi mới nghe các sư đọc kinh, nghe các sư thuyết pháp, nghe các sư dạy học cho mình. Có chính quý vị là một trong những người giữ gìn và góp phần cho cái sự duy trì, cái sự tồn tại của giáo pháp trên cuộc đời này là như thế.
Ví dụ như bây giờ quý vị biết, ví dụ bây giờ ai cũng vậy trơn, không có tự động mà đi vô chùa không? À, do ví dụ vậy cũng do cô A, cô B, cô C đó. Thôi, hôm nay đi chùa, rủ đi chùa, rủ với nhau đi chùa, vô chùa. Từ cái chỗ có người quen này và đẩy đưa nó như thế. Chứ còn ngoại trừ khi chúng ta có việc tang sự chúng ta mới tới chùa, hay có cái chuyện cần thiết về tụng niệm hỗ trợ gì trong cái việc cúng kiến lễ bái thì chúng ta mới tới chùa. Chứ còn thường thì nếu chúng ta có cái thời gian một chút xíu thì chúng ta đi, thì chúng ta nghe sư này dạy học sư kia thuyết pháp, hay là đi tu thiền vân vân, thì nó cũng phải có bè có bạn, có người mà thúc đẩy, có người mà tiếp nối. Đó là quý vị đầu tiên như vậy, thì quý vị cũng là một người, một trong những cái nguyên nhân để hoằng pháp, hay là những con người đã đang hoằng pháp như chư Tôn Đức Tăng, thì rất là tuyệt vời, rất là tốt đẹp, rất là hay. Cho nên vì vậy mỗi người chúng ta nếu như nói có cái điều kiện đúng thời đúng lúc thì chúng ta nên chia sẻ, chúng ta nên có một cái sự khuyến khích, có một sự thúc đẩy những người thân của mình hay là những người bè bạn của mình đến với Phật pháp. Thì điều này từ chúng ta tạo một nhân lành ở trong Phật pháp, từ chúng ta tạo một cái sự thuận duyên ta ở trong dòng sanh tử luân hồi, lúc nào chúng ta cũng được gần kề, lúc nào chúng ta cũng được vây quanh và phủ đầy với những thiện sự, với những vai trò của Phật pháp ở bên ta, rất là tuyệt vời, rất là tốt đẹp, rất là hay. Thì kính bạch hòa thượng, đây chính là ý của con là như thế. Nếu có gì cần bổ túc thì kính bạch hòa thượng Nam Mô Phật. Dạ thưa, kính thưa 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 nói thêm trong buổi ngày hôm nay. Hình ảnh của Đức Phật đi khất thực như trong bài kinh này đề cập đến tuần đường khất thực, nhắc khi chúng ta về một truyền thống và chư Phật đã sống như thế nào trong đời sống hàng ngày, và từ cái đó thầy cũng dạy những điều đó. Ngày hôm nay có đôi khi quý Phật tử có nghĩ đến điểm này, đó là cái hình thức dùng thực phẩm lớn chưa tăng khác mang rất là nhiều ý nghĩa quan trọng. Cái nhất là đáp ứng một cái nhu cầu rất là thiết thực. Đức Phật và chưa tăng đó, và ngày hôm nay ở lại các quán quốc gia Phật giáo đó, thì thường không có nhà bếp ở trong chùa. Chưa tăng mỗi ngày là thọ nhận thực phẩm do Phật tử nấu ở nhà thì cũng dùng chân để khất thực hoặc là mang đến chùa. Dĩ nhiên là ngày hôm nay cũng có nhiều chùa có tổ chức để nấu thức ăn, nhưng mà thứ gì đó là những ngôi chùa mới ít chư tăng thì nấu được, nhưng mà đông chư tăng thì đi khất thực được. Chúng ta cũng tưởng tượng rằng có những ngày mà Phật tử không cúng thực phẩm thì chư tăng sẽ đói. Và có một lần đi gặp ông Cao Thiên Dung. Ông là một người thiên chúa giáo, là một người viết rất là nhiều. Ông có nói rằng mới nhìn thì Phật giáo không có tổ chức, nhưng mà thực ra Phật giáo là siêu tổ chức, và đó cái đó cũng người ngoại đạo. Nhưng mà có một điều rõ ràng là do có cái sự cúng dường nên có cái sự gắn bó giữa Phật tử và chư tăng. Vì điều này các vị sinh ra ít có hiểu lắm. Chúng tôi lấy một cái ví dụ riêng ở tại chùa Pháp Luân đó, thì trước đại dịch thì chúng tôi để cái Phật tử một tuần 7 ngày đó chia riêng với những vị mang thực phẩm đến chư tăng. Thì có điều này chúng tôi hiểu tâm lý là có nhiều vị sư đó lại không thích như vậy, bởi vì Phật tử không phải ai mang thực phẩm đến nhau, mà có người thì mang những này, người mang những khác, và rất là hạn chế về thời giờ. Ví dụ như giờ được Phật tử mang thức ăn đến, tất cả chúng tăng phải có mặt ở chùa
để nhận thực phẩm. Rồi trước kia chúng tôi biết có những vị sư không thích như vậy, nhưng mà chúng tôi hiểu là những vị nó sống theo cá tính nhiều hơn là sống vì Phật pháp. Tại vì sao? Tại Phật tử không có lòng mặc thực phẩm đến chùa, chỉ tăng chỉ nhận thực phẩm, cho dù đó là thực phẩm ngon hay dở, nhưng mà tất cả đến từ tấm lòng. Và điều đó nó tạo nên sự gắn bó giữa chư tăng Phật tử. Ngày nay thì chúng ta rơi vào trong một tình trạng rất là đáng sợ, rất là đáng ngại, đó là chúng ta chỉ nghĩ đến thành phần đại gia mà chúng ta không nghĩ đến quần chúng. Chúng ta thấy đại gia tức là những người đi chùa cũng kiếm thật nhiều tiền, thật nhiều thứ, và điều đó có thể tạo cho một số vị có ấn tượng rằng những người Phật tử mang cái chuối, mang bữa cơm đến chùa là bình thường. Không phải vậy đâu. Phật giáo tồn tại cho đến ngày hôm nay là nhờ vào đại khối quần chúng, chứ không phải nhờ những đại gia đâu. Có những đại gia có đóng góp, nhưng mà sự đóng góp của đại gia không đủ để duy trì Phật pháp suốt 2000 năm qua. Và một cái thông điệp và một cái tôn ý của Đức Phật dặn là chư tăng ni sống không bao giờ xa rời quần chúng. Sống xa rời quần chúng là thất bại, sống xa rời quần chúng là Phật giáo nhiều ý nghĩa. Chúng ta cứ tưởng tượng như vậy, là chúng tôi ở miền quê ngày xưa đó, có những cái chùa, cái đình nó chỉ tồn tại nhờ những người giàu quá thôi. Còn một người Phật tử bình thường nó không có khả năng để tổ chức buổi trai tăng, tại vì cái buổi trai tăng nó quá tốn kém, nó quá lớn. Nhưng mà ở các xứ Phật giáo đó, ai cũng có thể cúng dường trai tăng hết, dù là một chén cơm, dù là một ít thực phẩm, dù là cái chuối, dù nấm sôi, đều có thể đặt vào mình bát. Và đó là lý do tại sao mà các quốc gia Phật giáo Nam truyền này, từ thành thị đến thôn quê, người Phật tử đều biết Phật pháp. Thậm chí mình đi đến những cái làng hẻo lánh đi nữa đó, thì những người không có học chữ, học lớp 5, lớp 3 vẫn biết cái Phật pháp. Tại vì sao? Tại vì chư tăng sống gần gũi với họ. Tại vì chư tăng hàng ngày đi khất thực. Tại vì chư tăng hàng ngày đó, họ đặt thực phẩm vào trong bình bát của chư tăng. Cái sự gần gũi đó đó, nó làm cho người ta thấm nhuần Phật pháp. Còn chúng ta bây giờ đó, đôi khi có những ngôi chùa mà quá giàu có, quá đầy đủ đó. Những người Phật tử nghèo chỉ có thể đến chùa thắp ba cây nhang lại thôi, không có khả năng để cúng dường thực phẩm, không có khả năng làm buổi lễ trai tăng. Hãy nói chuyện cúng kiến là nói đến tiền muôn bạc vạn, nói đến chuyện lễ trai tăng thì cũng thiếu tiền bạc. Điều đó đó nó dẫn đến một cái sự tai hại là càng ngày những quần chúng bình dân, những người ít tiền ít bạc đó, không có khả năng gắn bó với ta bảo, không gắn bó với chùa chiền, không gắn bó với chư tăng nữa. Chúng ta hiểu sai lời Đức Phật dạy. Đức Phật dạy chúng ta là không bao giờ xa rời quần chúng. Nếu là người xuất gia, người ta cúng dù một chén cơm, dù một cái thực phẩm nhỏ, thì cái thực phẩm phát sinh do niềm tin đó đều là thực phẩm cao trọng hết. Tại vì đó là thực phẩm phát sinh do niềm tin. Ở cái xứ nào, cho dù chư tăng không có lỗi lạc về Phật pháp, nhưng mà sống gắn bó với quần chúng, Phật giáo tinh thần. Mà ở xứ nào, chùa chiền quy ra đồ sộ, chư tăng có lớp trong, lớp ngoài, năm ngăn bảy lớp sống, thì quý vị dần dần Phật tử không tạo được. Đó là lý do tại sao một số các xứ Phật giáo đó, những người đi chùa phải là những người Phật tử đặc biệt, và càng ngày là con số Phật tử càng ít đi. Tại vì nó rất là khác biệt khi mà ở một cái nơi nghèo mà một em học sinh lấy tiền cha mẹ mua bánh, mua củ khoai cũng dừng chưa tăng tính được. Nó có khác với một cái xứ mà một em học sinh nhỏ với một ít ỏi tiền không thể nào vào chùa làm lễ trai tăng cũng dừng gì nữa hết. Nhiều lắm là thắp cây nhang đi ra bỏ chút tiền trong từng cuộc sư. Tại vì sao? Cuộc sống của chư tăng và Phật tử xa rời biệt nhau quá. Và do vậy chúng ta nên hiểu một điều rằng Đức Phật không bao giờ có một cái tâm nghĩ là muốn chư tăng sống bao phủ bởi sự giàu có, bởi một cuộc sống đầy đủ. Và Đức Phật ngài khuyên chư tăng nên tâm niệm rằng cuộc sống của mình là nên tùy thuộc vào một cư sĩ. Cái khổ của chúng ta ngày hôm nay đó là chúng ta mong mỏi rằng chùa phải rất là giàu, chư tăng phải rất là giàu để sống độc lập, không bị phụ thuộc chi phối. Chúng tôi nghe nhiều vị nói lắm, nói mình làm sao mà mình có cơ sở kinh tế
để không có được Phật tử nữa. Cái đó chúng ta đang giết chết Phật giáo. Chúng ta nói như vậy, Phật tử nghèo thì chúng ta sống nghèo, Phật tử khá chúng ta sống tương đối tốt hơn. Nhưng mà cho dù nghèo hay giàu là phải có nhau, có cư sĩ, có người xuất gia. Còn mình sống á, mình nghĩ rằng cái gì tôi cũng với tưởng tượng những người cư sĩ giàu có, cái gì đầy đủ đó, những gì Phật tử mang đến đều là vô nghĩa. Thì thật ra Phật pháp của tồn tại được. Chúng ta phải hiểu rõ cái tôn ý chư Phật, là chúng ta phải hiểu rõ truyền thống của chư Phật. Đức Phật nói gì với Vô Tịnh Phạn? Vô Tịnh Phạn nói rằng, Bạch Thế Tôn, Ngài là một vị quân vương ở cung thành này, Ngài về đây khắc thực trên đường, Ngài không có thấy rằng điều đó làm cho xấu hổ hoàn toàn không? Đức Phật Ngài trả lời rằng, Đại Vương là dòng dõi của vua chúa, Như Lai là dòng dõi của chư Phật, sống khắc thực và chánh mạng với chư Phật. Đức Thế Tôn bậc Thiên Nhân Chi Đạo Sư, Đức Thế Tôn bậc Pháp Vương, Đức Thế Tôn là một vị vua đã bỏ ngai vàng, Ngài đã từng sống bằng sự khắc thực từng nhà, lặng lặng, không có cầu sinh, không có sinh cho ai, chỉ khắc thực đứng lên từng nhà để những ai phát tâm cũng dừng vào điều đó. Cái bình bát đó là một sự tinh khí gì rất là vĩ đại. Cơm mười phương gốc tính tâm mỗi nhà, Đức Phật khắc thực là một đức quá như là hình thức kỳ bình. Và Đức Phật này cũng nói rằng ở trong đời này không có cái nghề nào hạ tiện bằng nghề đi ăn xin. Nếu một vị tu sĩ chỉ nhận thực phẩm, chỉ đi khất thực và không tu tập thì giống như người đi ăn xin thôi, thì đó là điều rất là thấp. Đức Phật không có khuyên như vậy. Mà Ngài khuyên rằng hãy đi khất thực, hãy tu tập và hãy sống cái có ý nghĩa, thì như vậy cái thực phẩm cũng nhiều có ý nghĩa. Người tu sĩ hiểu điều đó. Chúng tôi đã có rất nhiều lần đứng trên những đoạn đường, nhìn hình ảnh của các vị tỳ kheo sa di bưng bình bát đi vào cung sớm. Những gì Phật tử đặt vào trong bình bát, đó là những gì những vị đó sống ngày hôm đó. Những người Phật tử đó không biết những nhà sư đó và những nhà sư không biết những người Phật tử đó. Nhưng mà, thưa quý vị, một ít cơm, thức ăn, bánh trái cuốn vào trong bình bát, chư tăng trân trọng điều đó với Phật tử. Trân trọng điều đó. Người Phật tử đội cởi nón ra, bỏ giày ra, quỳ xuống cúng dường vào bình bát là chư tăng nhận. Không phải là cái thực phẩm đó là thực cao quý vị mà nó vĩ đại, không phải thực phẩm đó là đắt tiền mà trên cao quý, nhưng mà thực phẩm đó phát khởi từ niềm tin và chư tăng thọ dụng thực phẩm đó, đó là mới sự cho phép của Đức Phật. Đó là truyền thống chánh mạng của chư Phật và sống gần gũi với quần chúng Phật tử. Mà quý Phật tử trân trọng điều đó và cảm nhận rằng mình đây không phải là làm phước mà còn gìn giữ cái sự tồn tại của ba ngôi tam bảo thế gian này. Chúng ta có một truyền thống rất đẹp, Đức Phật dạy cho chúng ta những điều rất kỹ càng về đời sống mà thường thường chúng ta không để ý. Và chúng ta để ý, nếu Phật giáo mà đặt vào trong tình trạng hết sức là giàu có, ngôi chùa hết sức là giàu có, một vị tu sĩ hết sức giàu có mà sống xa rời quần chúng, thì chúng ta đi ngược lại hoàn toàn với những gì Đức Phật dạy. Đức Phật dạy chúng ta rằng tất cả đều nằm ở cái chỗ là trong sự tương quan giữa người tu sĩ, người xuất gia, chúng ta có thể hiện được thiện pháp, chúng ta có duy trì được truyền thống không, chúng ta có làm chánh pháp phát triển thế gian không. Còn bây giờ chúng ta xây rất nhiều chùa to, chúng đi có những lần đi sang Nhật Bản, đi sang Đài Loan cũng vậy, chúng ta phải nói những chùa giàu vô cùng, giàu vô cùng. Và ngày hôm nay chúng tôi nghe Việt Nam có những ngôi chùa rất lớn, những đại gia dân cũng, và thậm chí có một tự đối chúng tôi rằng có những vị thầy mà ở trong cái một cái thất mà ở trước cái cây điểm giá trị cả $100,000, chúng tôi không có bao giờ tán thưởng về chuyện đó hết. Để làm gì? Một vị tu sĩ mà có cây điểm trước mặt cũng trước tương phòng $100,000 để làm cái gì? Không làm gì chuyện đó hết. Vấn đề là ngày nào mà chư tăng sống xa rời quần chúng, ngày nào người Phật tử không nghĩ đến cái yếu tố thiết thực duy trì của pháp là ngày được Phật giáo suy tàn. Bởi vì Ajahn Sumedho Ngài có nói rằng cái sự thịnh suy Phật giáo là lẽ tất nhiên. Thời kỳ mà hưng thịnh của Phật giáo là thời kỳ chư tăng bị hủng hóa. Thời kỳ đó chúng ta chú trọng đến chùa chiền to lớn mà chúng ta quên đi cái giá trị chân thực của chánh pháp. Và một khi dân quên đi giá trị chánh pháp thì chánh pháp đã suy vong, mặc dù lúc đó chùa to Phật lớn, mặc dù lúc đó
rất đông đảo chư tăng, chánh pháp đã bắt đầu suy rồi, nên chúng ta phải rất là cẩn thận. Thì những bài kinh này đưa chúng ta trở về với những hình ảnh xa xưa thời Hoàng Thiên Vương chánh pháp, Đức Thế Tôn còn tại thế, thời mà một đấng pháp vương vẫn đi khất thực chậm chậm từng nhà, thời mà Đức Phật ngài đem chánh pháp để ban bố cho thế gian này, và cái gia tài Đức Phật để lại đó là tam tạng kinh điển, đó là giáo pháp vẫn còn đó. Chúng ta có hưởng dụng hay không là tùy vào cái khả năng kinh nghiệm lãnh hội và đem vào đời sống hàng ngày. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bồ Tát Tâm Ma ngày mai này, thưa quý vị, là ngày chủ nhật chúng ta có buổi Kali Pháp Quốc để giảng kinh và cùng đồng siêu. Kính đại lễ chư Phật, xin chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy Giáo. Sa thú, sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân Hòa Thượng Giác Đẳng đã đúc kết những ý nghĩa vô cùng, có ý nghĩa quan trọng trong bài học ngày hôm nay. Chúng con thành kính tri ân Ngài và con kính cảm ơn Sư Tệ Si. Sa thú lành thai, xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ấp đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thà Dạ. Dân kim chi phu thà la ca mang ca pa pa ge ya ma ma ca ye na va cha ma na sa vi da se